Y đạo quan đồ, trương nhất Trâm Trương 1496, không có thời gian, hai. Trở lại ban chú kinh, nghe nói hạng thành uống say, trương dương không cần nghĩ cũng biết hạng thành khẳng định là uống say ở nhà tiết lão, tiết lão bảo y uống rượu thì y không dám không uống. Trương Dương đang chuẩn bị trở về phòng thì nhìn thấy Hồng Thi Kiều cười khanh khách đi tới chỗ mình, cô ta vừa tắm xong, tóc còn ướt, da thịt vẫn còn ửng hồng, kiều diễm như hoa sen mới nở. Cô ta dịu dàng nói, bí thư trương đã về rồi à? Trương Dương gật đầu, đã muộn thế này mà còn chưa ngủ à? Hồng Thi Kiều nói, không biết tại sao, hôm nay trong lòng thấp thỏm, không ngủ được. Ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân tất nhiên chiếu lên ngực cô ta, phát hiện kích thước cục bộ của Hồng Thi Kiều thật đúng là kinh người, theo sự hô hấp ngực phập phồng, quả thật là đầy đặn, đầy sức hoặc. Trương Dương khụ khụ một tiếng, tôi đi nghỉ ngơi đây. Hồng Thi Kiều nói, bí thư Trương cô ta chỉ gọi một tiếng rồi thôi trương dương dừng chân nói chuyện gì hồng thi kiều cắn cắn môi mặt lại đỏ lên trương dương có chút kinh ngạc nhìn cô ta không biết cô ta vì sao đột nhiên trở nên thẹn thùng không nhịn được nói cô có phải có chuyện gì không hồng thi kiều gật đầu ánh mắt nhìn nhìn bốn phía xác định chung quanh không có ai mới nói khẽ bí thư trương tôi có chuyện muốn nói riêng với ngài trương dương thầm nghĩ bí mật gì mà phải thần bí thế Thật ra nghe một chút bí mật của cô ta cũng chả sao, nhưng hiện tại đã hơn 11 giờ rồi, đêm dài người vắng, cô nam quả nữ nói chuyện diện với nhau hình như không ổn lắm, huống chi mình cán bộ quốc gia, sau lưng có vô số ánh mắt chăm chút nhìn mình. Trương đại quan nhân tuy rằng đa tình, nhưng cũng không lạm tình, Hồng Thi Kiều mặc dù có mặc dù vài phần nhan sắc, nhưng ở trong mắt trương đại quan nhân thì vẫn chưa được tính là quốc sắc thiên hương, ở trước Mỹ sắc, trương đại quan nhân vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, trên mặt hắn hiện ra nụ cười có tính công thức của lãnh đạo tiểu hồng à, hôm nay muộn quá rồi, hay là để ngày mai rồi nói sau." Hồng Thi Kiều nói, "Bí thư Trương, rất quan trọng." Trương Dương nghe cô ta nói như vậy thì cũng đành phải dừng chân, "Hồng Thi Kiều nói, tới phòng ngài nói đi." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương nói, "Không ổn đâu." Cô nam quả nữ vào một phòng, cửa phòng không đóng, có nói sao cũng không giải thích được hồng thi kiều nói bí thư trương ngài đừng tôi thực sự có chuyện quan trọng trương dương nói được vào xe nói xe hắn đỗ ở bên ngoài hồng thi kiều gật đầu đi theo trương dương tới xe của hắn cô ta tựa hồ có chút khẩn trương hít sâu một hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ trương dương cười nói cô yên tâm trong xe không có ai nghe chúng ta nói chuyện đâu hồng thi kiều nói bí thư trần của ủy ban kỷ luật tới Trương Dương nói, tôi và anh ta không quen nhau. Hắn và Trần Cương tuy rằng không quen nhau, nhưng lại hiểu rõ Trần Cương đối với mình khẳng định không có hào cảm gì, bởi vì hắn vừa tới Tân Hải đã đánh đuổi Cục trưởng Công an huyện Tân Hải Trần Khải, mà Trần Khải chính là anh em ruột của Trần Cương, có điều cho tới nay Trương Dương cũng không phát sinh xung đột chính diện với Trần Cương. Hồng Thi Kiều nói, hắn tối nay uống say, nói rất nhiều câu không dễ nghe, trương dương không khỏi bật cười uống say nói vài câu khó nghe thì có sao đâu hồng thi kiều mặt càng đỏ hơn bí thư trương không phải tôi cố ý bàn lộng thị phi tôi chỉ là muốn là muốn nhắc nhở ngài một chút trương dương gật đầu nói cảm ơn sự nhắc nhở của cô tôi sẽ tận lực tránh xung đột chính diện với hắn là được hồng thi kiều nói còn nữa trương dương nói tiểu hồng có gì thì cô cứ nói không cần phải cố kỵ gì cả Hồng Thi Kiều nói, chủ nhiệm Hoác bảo tôi mấy ngày nay phụ trách công tác tiếp đãi trong lúc hắn ở kinh. Trương Dương nói, cô không muốn đi à? Hồng Thi Kiều gật đầu, tôi đã nói với chủ nhiệm Hoác rồi, nói ngài bảo tôi ngày mai cùng ngài đi làm việc, kết quả. Trương Dương bật cười, hắn hiện tại có chút minh bạch rồi, nhất định là Hoác Vân Châu An bài Hồng Thi Kiều mấy ngày nay phụ trách tiếp đãi Trần Cương, kết quả Hồng Thi Kiều đem mình ra làm lá chắn, cho nên Trần Cương mượn rượu chửi mình, hồng thi kiều không dám nói ra chân tướng trực tiếp với mình cho nên nói vòng nói vo trương dương nói cô vì sao không muốn phụ trách công tác tiếp đãi bí thư trần hồng thi kiều cắn cắn môi nói hắn là người thích động tay động chân trương dương nói cô có thể tố hắn quấy nhiễu cô hồng thi kiều nói không phải loại đó hắn chỉ nói thôi nhưng mà hết vỗ vai lại kéo tay giống như là sự quan tâm của trưởng bối nhưng lại giống như không phải trương đại quan nhân trong lòng mắng thầm lão dâm côn. Không ngờ hàng háo sắc trà trộn vào đội ngũ của đảng cũng không ít, xa có khổng nguyên, hiện tại lại có thêm Trần Cương. Trương đại quan nhân đối với Hồng Thi Kiều tuy rằng không có tâm tư thương hương tiếc ngọc gì cả, có điều gặp chuyện bất bình rút sao tương trợ thì vẫn nên làm. Trương Dương nói, tôi hiểu rồi, cô cứ nói với hắn, mấy ngày nay, cô giúp tôi làm việc, không có thời gian chiêu đãi hắn. Trương đại quan nhân không biết Trần Cương bởi vì chuyện này mà sẽ sinh ra oán hận như thế nào đối với mình, có điều hắn phát hiện một biến hóa thú vị, thái độ của bí thư thị ủy Hạng Thành đối với mình đã thay đổi rõ ràng, hẳn là tác dụng mà Tiết lão mang đến. Sáng sớm ngày hôm sau Tiểu Trương dậy, vừa ra khỏi cửa thì gặp Hạng Thành, Hạng Thành tươi cười nói với hắn, "Tiểu Trương, cùng đi ăn sáng đi." Trương Dương gật đầu, nhìn ra được tâm tình của Hạng Thành rất tốt, hắn đi theo Hạng Thành tới nhà ăn, chủ nhiệm Hoắc Vân Châu của ban chú kinh đã chờ ở đó từ sớm, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị tốt, cô ta mỉm cười ân cần thăm hỏi hai người sau khi hạng thành ngồi xuống cầm cốc sữa lên uống một ngụm nói với trương dương tiểu trương tiết lão nói sắp tới phải tới bắc cảng đến lúc đó công tác tiếp đãi phải giao cho cậu đấy trương dương cười cười ngầm hiểu bí thư hạng ngài là lãnh đạo chỉ thị của ngài tôi cam đoan sẽ hoàn thành tốt những lời này khiến hạng thành vô cùng thoải mái y nói khẽ tiết lão là người mà tôi kính nể nhất trong đời ông ta cũng rất xem trọng cậu trương đại quan nhân nghĩ thầm Tiết Lão xem trọng tôi còn không phải là bởi vì tôi có thể chữa bệnh cho ông ta ư? Bằng không hạng tiểu bối như tôi sao có thể lọt được vào mắt ông ta? Lần này tới kinh, thái độ của Hạng Thành đối với mình thoáng cái đã quay ngoắt 180 độ, khẳng định là vì Tiết Lão, nhớ tới trước đây Hạng Thành luôn gây khó dễ cho hắn, Trương Đại Quan Nhân rất khó liên hệ với vị trưởng giả mặt mày tươi cười ở trước mặt, mỗi người trong quan trường đều biết thuật biến mặt. Trương Dương thấy nhưng không thể trách, người ta chủ động đối tốt với mình mình không thể nào lạnh nhạt đối lại được. Trương Dương nói, tôi cũng rất kính ngưỡng tiết lão, ông ta cũng dạy tôi rất nhiều đạo lý làm người. Hạng thành phát hiện nhân sinh thực sự rất kỳ quái, trước khi lần này tới kinh, y còn hận Trương Dương tới ngứa răng, nhưng sau khi y biết quan hệ của tiết lão và Trương Dương, lập tức liền bắt đầu học được phải đối đãi vấn đề từ một góc độ mới, y quyết định hóa thủ thành bạn với Trương Dương, tuy rằng y biết điều này không dễ dàng gì, nhưng chỉ cần có ý thì đều có thể làm được. Ngày hôm qua lúc chia tay Tiết Lão, Tiết Lão tặng y một câu, giữa người vào người có một phương thức để đối đãi với nhau, đó là kính, anh kính người một tấc, người kính anh một trượng, nếu hai bên không ai nhường ai, tới sau cùng chỉ có thể là càng lúc càng căng thẳng, khi quan hệ đã lâm vào cục diện bế tắc thì luôn có người phải chủ động nhượng bộ. Trung Quốc có câu châm ngôn là muốn tốt thì lớn nhường nhỏ, hạng thành hiện tại chính là đang làm như vậy. Trương đại quan nhân không phải là bất thông tình lý, thằng ôn này thật ra là người sợ kính. Nói trắng ra mâu thuẫn giữa hắn và Hạng Thành vẫn là vì chuyện công, bỏ huyện lập thành phố gì đó, lượng hóa thành thị gì đó, bỏ khu khai hóa trả lại đất ruộng gì đó. Những mâu thuẫn này không phải là thù riêng, hiện tại Hạng Thành đã tỏ thái độ ủng hộ hắn bỏ huyện lập thành phố, chút không vui trước đây tất nhiên liền tan thành mây khói. Có điều Trương Dương cũng không phải là hạng dễ lừa, sẽ không bởi vì Hạng Thành đột nhiên thay đổi thái độ mà coi y là người tốt, sẽ móc hết những lời trong lòng ra nói với y. Trương đại quan nhân giỏi nhất là đề xuất điều kiện, sở trường của hắn là nắm lấy tất cả cơ hội có thể nắm, tận hết khả năng được voi đòi tiên. Hắn trước tiên chính là nhắc lại chuyện cũ, nói ra chuyện đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời, mục đích chính là muốn đưa công trình này cho Bắc Cảng. Hạng Thành nói: "Tiểu Trương à, chuyện này cậu nói muộn mất rồi, hôm đó trước lúc cậu đề xuất chuyện này với tôi, Thị Lý đã ký hợp đồng với nhà máy đèn đường Nam Phương rồi, chúng ta không thể nào vi phạm hợp đồng được đúng không?" Thật ra khi Trương Dương nói với Y, chuyện này vẫn vẫn chưa ký hợp đồng, Y là vì thành kiến cá nhân cho nên không thèm xem đã phủ quyết đề án của Trương Dương. Trương 1497, không có thời gian 3. Hạng thành cho tới bây giờ vẫn không xem trọng kế hoạch đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời của Trương Dương, cho rằng thằng ôn này làm việc rất không đúng khuôn mẫu, giữa hiện thực và lý tưởng là một đoạn cự ly, cho dù cục khoa học kỹ thuật của Tân Hải nghiên cứu ra thứ này thứ nó, nhưng khả năng đầu tư có bao lớn. Phí tổn liệu có cao không? Khoản này y Trương Dương căn bản chưa tính rõ. Tiết lão tuy khiến y chuyển biến thái độ đối với Trương Dương, nhưng cũng không thể chuyển biến cái nhìn của y đối với Trương Dương. Ở trong mắt y Trương Dương vẫn là cán bộ trẻ tuổi chưa thành thục. Trương Dương nói, bí thư hạng, tình huống tài chính của Tân Hải không được lạc quan, ông xem xem thị lý có thể cho thêm chút chính sách không? Hạng thành thở dài nói, tiểu trương à, điểm này tôi thực sự là hữu tâm vô lực trương đại quan nhân vừa thấy khuôn mặt lực bất tòng tâm của hạng thành thì lập tức minh bạch nếu muốn moi tiền từ trong tay y thì thật sự là khó càng thêm khó dựa vào trời dựa vào đất không bằng dựa vào chính mình về sau chuyện tiền tốt nhất tận lực không nhắc tới nữa có mở miệng cũng phí lời nghĩ thấu điểm này trương dương không còn gì để nói với hạng thành hắn cười nói vậy tôi sẽ tự nghĩ biện pháp sau đó cúi đầu ăn cơm hạng thành cũng chậm rãi ăn đồ của mình Y ăn rất chậm, nhai kỹ rồi mới nuốt tốt cho sức khỏe, tới tuổi của Y rồi, không thể không chú trọng dưỡng sinh. Ăn được mấy miếng thì Hạng Thành lại nghĩ tới một chuyện, tiểu trương à, bộ nông nghiệp gần đây thông chi cho thị lý, là về khu khai phá Tân Hải. Trương Dương mừng thầm, chuyện này hắn đâm ra, Hạng Thành lần này đến kinh tám chín phần 10 là để cũng là để xử lý chuyện này. Bởi vì chuyện của khu khai phá Tân Hải, bộ nông nghiệp đã coi Bắc Cảng trở thành điển hình phản diện. Kiều Trấn Lương đã điểm danh phê bình ban lãnh đạo Bắc Cảng, hạng thành cũng bởi vì chuyện này mà mất hết mặt mũi. Trương Dương giả bộ hồ đồ nói, thông chi gì vậy? Tôi vẫn chưa nhận được tin tức. Hạng thành mắng thầm thằng ôn này gian xảo, chuyện này trăm phần trăm là hắn làm, hiện tại không ngờ còn ở trước mặt mình giả vờ vô tội, nhưng hạng thành cũng không tiện đâm thùng, thở dài nói, khu khai phá Tân Hải vẫn tiến triển từ từ, không có bao nhiêu khởi sắc, cả một khoảng đất lớn mà để không, người dân không có đất trồng trọt, xí nghiệp thì lại không phát triển theo mong muốn, dân chúng địa phương mất đi rất, lại không thể kịp thời giải quyết vấn đề việc làm, cho nên sinh ra mâu thuẫn rất lớn. Oán giận không ngừng tăng thêm, chúng ta không kịp thời khai thông, cho nên có một số người báo lên Bộ Nông nghiệp, hiện tại Bộ Nông nghiệp rất coi trọng nhất vấn đề đất cày ruộng bị chiếm này, cho nên Bộ trưởng Kiều đã nghiêm khắc phê bình chúng ta một trận. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, ông đáng lắm, nhìn mảnh đất mà khu khai phá Tân Hải chọn là biết quá nghiệp đưa rồi đất canh tác đang yên đang lành bị các ông chiếm dụng, đất cằn sỏi đá vùng Duyên Hải thì có cả một khoảng trống, nghiệp chướng mà. Hạng Thành nói, thật ra sự phát triển của bất kỳ sự vật mới nào cũng đều không phải là một thoáng là thành, sự phát triển của thành thì chúng cần một quá trình. Trương Dương chế nhạo, tôi đã nghe người ta nói, sự phát triển của thành thì cũng giống như nữ nhân sinh nở, dù sao cũng phải có quá trình đau đẻ, chỉ cần chịu đựng được thì một sinh mệnh mới sẽ sinh ra. Hạng Thành nghe mà mù mờ, nghĩ thầm cái này thì liên quan gì tới cái đó. Tôi đang nói với cậu về sự phát triển, cậu lại lôi chuyện đàn bà sinh con ra. Trương Dương nói, muốn phát triển thì phải biết nhịn đau, kỳ thật tôi cũng không nỡ đóng cửa khu khai phá, nhưng tôi tới khu khai phá thì thấy, có hai xí nghiệp sống dở chê dở chống đỡ ở bên đó, cả một mảnh đất rộng để không, ruộng nương trước đây đều đầy cỏ dại, người dân không có đất trồng, không có việc để làm, bảo họ làm sao mà sống đây. Mục đích chúng ta làm khu khai phá không phải là để xúc tiến sự phát triển của thành thị ư, để người dân sống tốt hơn ư, nhưng hiện tại khu khai phá làm rồi, người dân còn sống khổ hơn trước đây, bảo lòng chúng ta làm sao mà thoải mái được. Bọn họ không đi tố cáo cũng lạ. Hạng Thành nói, vậy cậu nói xem chuyện của khu khai phá nên làm thế nào. Trương Dương nói, trả đất cho dân, nhưng khu khai phá cũng không phải là không nữa, tôi đã trưng cầu ý kiến của một số nhân sĩ chuyên nghiệp định di rời chỉnh thể khu khai phá về phía bắc địa phương từ cảng khẩu về phía bắc là đất bị nhiễm phèn chẳng ai đùng làm gì chứ không thể cứ đi chiếm ruộng tốt được hạng thành nói cậu thấy được thì cứ thoải mái mà làm đi có điều y dừng một chút rồi nói phía bộ trưởng kiều của bộ nông nghiệp cậu tốt nhất tự mình đi nói một tiếng bọn họ đã chỉ ra vấn đề chúng ta lập tức tiến hành sửa đổi hy vọng phía bộ nông nghiệp đừng coi bắc cảng của chúng ta là điển hình phản diện cái này có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với chỉnh đốn hình tượng của thành thị. Trương Dương nói, tôi chỉ có thể thử, không thể cam đoan nhất định có thể thuyết phục được Bộ trưởng Kiều. Hai người nói chuyện càng giống như là đang trao đổi điều kiện, hạng thành loáng thoáng biểu lộ mình sẽ nhượng bộ, nhưng muốn Trương Dương cũng phải làm ra một số nhượng bộ, cố gắng tiêu trừ đi ảnh hưởng tiêu cực do một tay hắn tạo ra, thông chi của phía Bộ Nông nghiệp, lần đầu tiên là cảnh cáo, nếu bọn họ thực sự đem việc Bắc Cảng chiếm dụng đất ruộng mù quáng mở khu khai phá làm ví dụ điển hình, như vậy Hạng Thành sẽ mất hết mặt mũi. Hạng Thành rất minh bạch, quan hệ của Trương Dương và Kiều Trấn Lương không bình thường, hắn nếu đã có thể nói được Kiều Trấn Lương giúp hắn ra tay, nhất định có thể hóa giải chuyện này. Hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy bí thư Trần Cương của Ủy ban kỷ luật đi tới, ánh mắt Trần Cương tựa hồ đang tìm gì đó, Hạng Thành vẫy vẫy tay với y, "Lão Trần, bên này." Trần Cương cười cười, Ánh mắt Y Căn Bản không thèm nhìn Trương Dương, đi tới bên cạnh Hạng Thành rồi ngồi xuống, giống như căn bản không thấy Trương Dương, Bí thư Hạng dậy sớm thế. Hạng Thành cười nói, tôi nghe nói anh tối hôm qua uống không ít, nghĩ anh hôm nay không dậy nổi cơ. Trần Cương nói, Bí thư Hạng, tôi vẫn chưa già tới mức đó, gan vẫn còn hoạt động tốt. Hạng Thành cười ha ha. Trần Cương vẫn không để ý đến Trương Dương ở bên cạnh trong mắt y cho dù là chào hỏi thì cũng phải là Trương Dương chào hắn trước, nhưng Trương Dương chỉ lo ăn bữa sáng của mình, làm như Trần Cương chưa xuất hiện. Hoác Vân Châu tự mình mang bữa sáng của Trần Cương tới, Trần Cương gắp miếng cá rán bỏ vào miệng, nói với Hoác Vân Châu tiểu hồng đâu. Không phải đã nói hôm nay cô ta làm hướng đạo cho tôi ư. Hoác Vân Châu cười nói, vừa rồi còn nhìn thấy cô ta mà. Trần Cương nói, hiện tại người trẻ tuổi càng lúc càng không có trách nhiệm, lời mình đã nói, mà nháy mắt cái là quên sạch. Khi nói chuyện y cố ý mà như vô ý liếc Trương Dương. Trương đại quan nhân nhìn Trần Cương, hắn đã ăn xong, dùng khăn tay lau khóe miệng, mỉm cười nói, bí thư Trần tới rồi à, sao nồng nặc mùi rượu vậy? Vừa sáng sớm đã say rồi à? Trần Cương sao có thể không nghe ra thằng ôn này đang nói mình, y lạnh lùng nhìn Trương Dương, đang muốn phản kích thì lúc này vừa hay Hồng Thi Kiều đi tới, hôm nay Hồng Thi Kiều mặc đồ màu đỏ, càng lộ ra vẻ đáng yêu, không biết là cô ta có cố ý thể hiện vốn của mình ở trước mặt lãnh đạo hay không, váy hơi ngắn, đùi có một nửa lộ ra, hai đôi chân đẹp đến dụ người lộ ra trước mặt lãnh đạo, chân đi một đôi giày cao 7 phân, càng khiến chân cô ta dài hơn. Cặp chân đẹp này của Hồng Thi Kiều hiển nhiên rất có lực sát thương, bí thư Trần Cương của ủy ban kỷ luật không khỏi nhìn thêm vài cái, ngay cả người tự nhận là định lực không tồi như Trương Dương cũng phải ngắm đùi của Hồng Thi Kiều, Hồng Thi Kiều hiển nhiên đã quen với những ánh mắt này cô ta chào chào bí thư hạng lãnh đạo cũng phải sắp xếp theo thứ tự hạng thành cười cười gật đầu trương dương đứng dậy nói tôi ăn no rồi bí thư hạng hắn chẳng thèm chào trần cương sự chú ý của trần cương cũng đã không đặt ở trên người hắn nữa rồi trần cương nói với hồng thi kiều tiểu hồng tới cùng ăn cơm đi hồng thi kiều lắc đầu dạ thôi tôi còn phải đi ra ngoài làm việc với bí thư trương trần cương rõ ràng ngây ra một thoáng sau đó nhíu mày không nhịn được lại liếc Trương Dương, trong ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc, y cũng không nói gì, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, nếu tranh giành tình nhân với một gã hậu bối thì chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề ư. Trương Dương đương nhiên có thể thể hội được sự ghen ghét trong ánh mắt của Trần Cương, trong chuyện này Trương Đại Quan Nhân không nghi ngờ gì nữa là phi thường oan uổng, Hồng Thi Kiều lấy hắn ra làm lá chắn, có điều Trương Đại Quan Nhân cam tâm tình nguyện, cũng không phải là vì hắn có ý đổ với Hồng Thi Kiều, chủ yếu là bởi vì hắn bởi vì hắn phản cảm với cách làm của Trần Cương. Trương Đại Quan Nhân cam tâm làm lá chắn, Trần Cương ông oán tôi cũng không phải là ngày một ngày hai, có gan thì cứ nhắm vào tôi đây này. Trần Cương nhìn Hồng Thi Kiều cùng Trương Dương sóng vai rời khỏi, y lắc đầu, sau đó lại thở dài. Hạng Thành nói, đang yên đang lành anh thở dài làm cái gì? Trương 1498, không có thời gian, 4. Trần Cương nói, người trẻ tuổi hiện tại rất không chú ý tới ảnh hưởng, cô nam quả nữ ra vào với nhau, không sợ người ta đàm tiếu à. Hạng Thành nói gì, chỉ cười cười, thầm nghĩ anh là không ăn được nho thì nói là nho còn xanh. Trần Cương nói với Hoác Vân Châu, Tiểu Hắc, cậu không phải đã an bài Tiểu Hùng làm người dẫn đường cho tôi ư? Hoác Vân Châu cười nói, Bí Thư Trần, ngài đã quên rồi à, tối hôm qua cô ta đã nói với ngài là đã đáp ứng Bí Thư Trương rồi, gái không thể nào hứa gả cho hai nhà mà. Trần Cương bị những lời này của họ Vân Châu khiến cho uất nghẹn, cả nửa ngày không phun ra được chữ nào. Trương Dương lái xe khỏi ban chú kinh, rồi dừng lại ở ngã rẽ phía trước, nói với Hồng Thi Kiều, giờ thì cô không còn phải lo gì nữa nhé. Hồng Thi Kiều nói, Bí thư Trương, chưa gì đã vội đuổi tôi xuống xe rồi à? Trương Dương cười nói, không phải vội đuổi cô xuống xe, là tôi vội tới trường đảng. Hồng Thi Kiều nói, vậy ngài đưa tới tới cửa hàng bách hóa đại dương đi, tôi đi dạo. Trương Dương gật đầu, lại dậm chân ga, nói, bỏ bê công việc. Hồng Thi Kiều cười nói, ngài trăm ngàn lần đừng có nói với chủ nhiệm hoác đấy, cứ nói là tôi cùng ngài đi dạo một vòng kinh thành cả buổi chiều, bận túi bụi. Cô thế này không phải là bức tôi phải nói dối ư. Hồng Thi Kiều chớp chớp mắt, nói, bí thư Trương, van cầu ngài mà, ngài là đại đại anh hùng trong lòng tôi. Xin hãy cứu lấy cô gái đáng thương này. Trương Dương bật cười, trong lòng đối với Hồng Thi Kiều lại sinh ra cảnh giác, từ tình huống vừa rồi cho thấy, Trần Cương hoặc là uống say rồi quên chuyện tối qua, hoặc là Hồng Thi Kiều cố ý lợi dụng mình để đẩy Trần Cương, nếu là cái sau thì cô gái này cũng có chút bụng dạ đấy, biết lợi dụng người khác. Trên đường Hồng Thi Kiều tuy rằng chủ động bắt chuyện với Trương Dương, nhưng phản ứng của Trương Dương đều là không mặn không nhạt, Hồng Thi Kiều vốn có lòng tin đối với dung mạo của mình, nhưng nhìn thấy phản ứng này của Trương Dương, ngay cả bản thân cô ta cũng trở nên mất lòng tin trương dương đưa cô ta tới bách hóa đại dương chẳng nói câu nào lái xe đi luôn trương đại quan nhân cũng không tới trường đảng chương trình học gần đây không có nội dung có tính thực chất gì cả nghe mà buồn ngủ trương đại quan nhân không hơi đâu đi tự ngược hắn định buổi chiều tới kiều ra một chuyến tâm sự với kiều lão thuận tiện nói chuyện khu khai phá với kiều trấn lương kiều bằng cử sau khi được phép rời khỏi kinh thành kiều ra lại biến thành vắng lặng đa số thời gian kiều lão đều ở trong sân chơi với đống đá khi trương dương tới kiều ra kiều lão đang rửa một khối đá lửa nhìn thấy trương dương tới kiều lão dừng tay rửa tay rồi nói hôm nay không cần đi học à không ngờ có thời gian tới đây thăm tôi trương dương nói lại trốn học kiều lão cười nói trốn thì trốn dẫu sao thì chương trình học cũng chẳng có chất lượng gì trương dương có chút kinh ngạc nhìn kiều lão dù sao những lời này được nói ra từ miệng của một đại gia thời trước thì cũng lộ ra vẻ không tầm thường. Kiều lão cảm nhận được sự kinh ngạc của hắn, mỉm cười nói, rất nhiều thứ trên lý luận là rất tốt, nhưng cứ chuyển xuống mãi lại biến mùi, có một số người dạy học dạy người, nhưng đạo lý mà họ nói thì ngay cả họ cũng chả hiểu. Trương Dương nói, ngài nói không sai, rất nhiều chương trình học quả thực vô cùng trống rỗng, đều là đạo lý lớn, khiến cho người ta rất khó liên hệ với thực tế. Kiều lão nói, đó chính là người dạy học không có cảm mộ, cho nên chúng tôi mới nói thực tiễn mới cho được nhận thức chính xác, bất kỳ chân lý nào cũng đều cần mang vào thực tiễn để kiểm nghiệm, cũng tự do như vậy thì mới có thể có sức thuyết phục. Trương Dương nói, Kiều lão, ngài có mệt hay không, hay là về phòng nằm một lát đi, tôi xoa bóp cho ngài. Kiều lão gật đầu, đứng dậy trở về phòng, Trương đại quan nhân giúp Kiều lão mát xa lưng một chút. Kiều lão nằm lên giường, bỗng nhiên cảm thán nói con cháu tôi tuy rằng nhiều nhưng trong họ lại không có ai có thể chăm sóc tôi được như cậu trương dương cười nói ngài không nhìn ra tôi là đang nịnh bợ ngài à bọn họ ai bận chuyện này có ai rảnh rỗi như tôi đâu kiều lão thở dài lúc này tâm tình lại có chút mất mát nói khẽ mộng viện đã đi lâu như vậy rồi ngay cả điện thoại cũng rất ít khi gọi về trước đây bất kể nó đi đâu cũng sẽ luôn gọi về hỏi thăm tôi lần này tôi đã nửa tháng rồi không nhận được điện thoại của nó Trương Dương nói: "Ngài đừng nghĩ nhiều, thật ra Mộng Viện là người hiếu thuận với ngài nhất đấy." Kiều lão nói: "Chính vì nó hiếu thuận cho nên tôi mới lo lắng cho nó, gần đây nó trở nên trầm muộn hơn nhiều, cũng xa lánh cái nhà này hơn nhiều." Trương Dương nói: "Có thể là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô ta trong nhất thời không thể khôi phục lại được." Kiều lão nói: "Mộng Viện là đứa nhỏ kiên cường, tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy, Trương Dương, cậu và nó thân như vậy?" có biết hiện tại là cái gì đã khiến nó biến thành như vậy không? Trương đại quan nhân lắc đầu như đánh trống bỏi, tôi không biết, cô ta không nói với ngài thì sao lại đi nói với một người ngoài như tôi? Kiều lão ý vị thâm trường nói, nó chưa từng coi cậu là người ngoài. Trương Dương vì những lời này của Kiều Lão, động tác trên tay bất giác khựng lại, Kiều Lão nói, hai đứa là bạn tốt có một số lời, tôi nói nó không nghe, nhưng cậu so với tôi thì lại hữu dụng hơn, tìm cơ hội khai thông cho nó đi. Trương Dương dạ một tiếng, luôn cảm thấy trong lời nói của Kiều lão tràn ngập ẩn ý, chẳng lẽ Kiều lão đã nhìn ra tình cảm ám muội giữa hắn và Kiều Mộng Viện ư? Kiều lão nói, "Ra rồi, người ta tuổi tác càng lớn thì càng hy vọng người nhà có thể được đoàn viên, vài ngày nữa là bằng phi cũng về rồi, nhưng bằng cử thì lại đi." Trương Dương an ủi ông ta, "Mộng viện không phải cũng sắp về rồi ư?" Kiều lão bảo hắn thôi mát xa, từ trên giường ngồi dậy, "Tối hôm qua tôi trong mộng bỗng nhiên mơ thấy" Tôi chết rồi, con cháu tôi toàn bộ đều không ở bên cạnh tôi, chỉ có một mình tôi với đống đá, cả đời tôi chưa từng sợ cái gì, nhưng tối hôm qua tôi thực sự cảm thấy sợ hãi vô cùng. Trương Dương vỗ vỗ bàn tay Kiều lão để an ủi, thật ra hắn biết Kiều lão không cần an ủi, một lão nhân như vậy, ông ta kiên cường hơn sự tưởng tượng của mình nhiều, cái Kiều lão sợ là sự cô độc. Kiều lão nói, "Trung thu năm nay tôi muốn gọi tất cả về, cùng tôi ăn Tết, đối với tôi mà nói" ngày tháng như vậy có thể là không còn nhiều nữa. Trương Dương nói, Kiều Lão, ngài đừng nghĩ nhiều, với tình trạng sức khỏe của ngài sống tới 100 tuổi cũng không sao đâu. Kiều Lão cười cười lắc đầu, không thể, không ai sống được đến trăm tuổi cả. Nói tới đây, ông ta nhớ tới một chuyện, tôi nghe nói cậu gần đây thường xuyên tới nhà tiết ra dạy Lão viết chữ à. Trương Dương gật đầu. Kiều Lão nói, hứng thú đối với viết chữ của ông ta còn lâu mới bằng nhiếp ảnh. Trương Dương, cậu quen ông ta lâu chưa? trương dương nói thông qua tiết vĩ đồng kiều lão gật đầu nói ông ta có khỏe không nội tâm trương dương chấn động hắn bỗng nhiên nhớ tới người mà mình đang đối mặt là kiều lão đang nói bóng nói gió hỏi tình huống của tiết lão trên tình cảm thì trương dương tất nhiên là thân với trương dương hơn nhưng hắn đã đáp ứng tiết lão không tiết lộ bệnh tình thật của ông ta với trước bất kỳ ai quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên trương đại quan nhân đương nhiên sẽ không làm ra chuyện vi phạm lời hứa mà nếu nói rất tốt thì lại có chút trái lương tâm Kiều lão tựa hồ từ trong chuyện này đã nhìn ra một số manh mối. Trương Dương nói, sức khỏe của ông ta không bằng ngài, tôi đã dạy cho ông ta một số phương pháp điều tức dưỡng sinh, có điều tiết lão không nghe lời khuyên của tôi, vẫn cứ thích uống rượu. Kiều lão cười nói, lão gia hỏa này vẫn không sửa được cái tật xấu rượu. Trương 1499, dừng tay cũng khó một. Kiều lão không tiếp tục đề tài này, lúc buổi trưa, Kiều Trấn Lương về nhà, sau khi tới bộ nông nghiệp nhậm chức, so với lúc trước ở Bình Hải thì thoải mái hơn rất nhiều. Kiều Trấn Lương cơ hồ chưa ngày nào cũng về ăn cơm, nhìn thấy Trương Dương, Kiều Trấn Lương cũng rất cao hứng, hỏi tình huống học tập gần đây của hắn, Trương Dương giản lược kể lại, rồi nói chuyện phía Bắc Cảng đã đồng ý trả ruộng. Kiều Trấn Lương vui mừng nói, vốn là nên như vậy, đất ruộng đang tốt lại bị xâm chiến, nhưng không sáng tạo ra được hiệu ích có giá trị hơn, bỏ hoang không dùng, đây chính là một loại phạm tội. Kiều lão nói: "Hiện tại thành thị nào mà không làm khai phá chứ? Từ vùng duyên hải Đông Nam đến biên tùy Tây Bắc, chỗ nào cũng mở khu khai phá, cứ như một tòa thành thị không có khu khai phá thì không phát triển, không có khu khai phá thì cán bộ địa phương này không theo kịp thời đại. Đây là một loại tư tưởng sai lầm cực lớn, Trung Quốc là nước lớn về nông nghiệp, căn bản của chúng ta là ở nông nghiệp, ruộng tốt mà bỏ đi hết để làm khai phá công nghiệp thì còn có địa phương trồng lương thực không? Không có lương thực thì chúng ta ăn bằng cái gì?" chẳng lẽ dùng sản phẩm công nghiệp để đổi thành tiền giấy đi đổi sản phẩm nông sản ư? Thế không phải là tự tìm phiền phức ư? Bộ nông nghiệp của si các anh nên nắm tốt vấn đề này. Kiều Trấn Lương liên tục gật đầu. Trương Dương nói, tôi đã cầu thông với lãnh đạo thành phố rồi, bọn họ đã đồng ý di rời khu khai phá, địa chỉ mới chúng tôi trên cơ bản cũng đã xác định, phải chuyển tới đất bị nhiễm phèn ở đông bắc Tân Hải. Kiều Trấn Lương cổ vũ Trương Dương, làm cho tốt đi, Tranh thủ sớm thay đổi bộ dạng của Tân Hải. Sau khi Trương Dương rời đi, Kiều Trấn Lương không khỏi bật cười, y làm sao có thể không nhìn ra mục đích chủ yếu mà Trương Dương hôm nay tới đây, y nói với Kiều lão, thằng ôn này hôm nay đặc biệt tới đây để thuyết khách cho đám Hạng Thành đấy. Kiều lão cười cười không nói gì. Kiều Trấn Lương nói, xem ra Hạng Thành đã chịu nhường rồi. Kiều lão không chút để ý nói, sức khỏe của bác tiết của anh không được tốt lắm. Kiều Trấn Lương hơi ngẩn ra, y dướn người về phái trước. Kiều Lão nói, gần đây Trương Dương thường xuyên tới chỗ ông ta. Kiều Trấn Lương lập tức minh bạch, cha nhất định từ trong hướng đi của Trương Dương cảm thấy được gì đó. Bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành đột nhiên thay đổi thái độ khẳng định là vì Tiết Lão. Trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến Tiết Lão yêu ái đối với hậu bối trẻ tuổi như vậy thì nguyên nhân tuyệt đối không phải là thư pháp. Tuy rằng Tiết Lão thích thư pháp, nhưng còn lâu mới tới mức si mê, cha con kiều ra đối với trương dương thì hiểu rất rõ nguyên nhân có thể khiến tiết lão dốc lòng giúp một hậu bối rất có khả năng là để trả nhân tình tiết lão là người không dễ dàng nợ nhân tình của người ta mà trương dương có thể khiến tiết lão nợ nhân tình của hắn thì khẳng định phải là vì một bức tranh chữ kiều trấn lương nhìn vẻ mặt cha nói khẽ bác tiết mắc bệnh nặng ư kiều lão không trả lời nhưng vẻ mặt giữ kín như bưng đã xác định điểm này kiều trấn lương nói nhưng chuyện lớn như vậy con lại không nghe nói gì cả Kiều lão nói, năm đó khi ta bị liệt mặt, trừ người trong nhà ra thì không có người nào khác biết, tới tuổi này rồi, luôn sẽ biến thành đặc biệt cẩn thận, sợ bất kỳ sự gió thổi cỏ lai nào của mình đều có thể khiến cho bên ngoài sóng to gió lớn. Kiều Trấn Lương lặng lặng lắng nghe lời nói của cha, không có ý ngắt lời ông ta. Kiều lão nói, anh ở trong quan trường lâu như vậy rồi, muốn tìm được một bằng hữu thật lòng rất khó, nhưng bất kỳ lúc nào cũng không thiếu kẻ địch và đối thủ, đến tuổi của chúng ta rồi, Bản thân muốn buông xuôi, nhưng người khác thì lại không nỡ nhìn mình buông xuôi, hơi không cẩn thận một chút là họ sẽ xông lên cho mình một kích chí mạng. Kiều lão thở dài nói, đã lựa chọn con đường này, anh không thể không tiếp tục đi mãi, cho tới ngày anh nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Kiều Trấn Lương nói, cha, con hiểu. Kiều lão mỉm cười nói, hiểu cái gì? Kiều Trấn Lương nói, làm việc thì phải đến nơi đến chốn, không thể vì ý chí của bất kỳ ai mà thay đổi. Kiều lão bật cười. Làm bất kỳ chuyện gì cũng đều phải như vậy, phải có nghị lực, quan trường cũng giống như chiến trường, không thể cho đối thủ cơ hội thở dốc, có được cơ hội thì phải ra một đòn thật mạnh, phải khiến cho hắn không có sức hoàn thủ, triệt để khuất phục. Cuộc đối thoại này của cha con kiều gia Trương Dương Vĩnh Viễn không thể biết được, hắn cho rằng mục đích của mình đã đạt được rồi, Hạng Thành đã nhượng bộ, mình cũng không lý do gì mà tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của chuyện khu khai phá, lần bồi dưỡng ở trường đảng này của Trương Dương cũng gần kết thúc lúc này từ phía Bắc Cảng truyền đến tin tức. Bộ Nông nghiệp phái chuyên viên tới trọng điểm tra rõ vấn đề khu khai phá chiếm dụng đất ruộng của Tân Hải, tin tức này khiến Trương Đại Quan Nhân ra đầu ngứa ran. Mình rõ ràng đã đi tìm Kiều Trấn Lương, cũng đã nói với y chuyện khu khai phá Tân Hải đã được thuận lợi giải quyết, nhưng y vẫn không có ý dừng tay, muốn tiếp tục khuếch đại ảnh hưởng của chuyện này. Trương Đại Quan Nhân đã không còn là một sinh viên vừa bước vào thể chế như lúc xưa, ngẫm một chút là nghĩ ra đạo lý trong đó, Kiều Trấn Lương đuổi cùng giết tận chuyện này, nguyên nhân rất đơn giản, y là muốn mượn chuyện này để đối phó với Hạng Thành, giữa Kiều Trấn Lương và Hạng Thành chắc cũng không có mâu thuẫn gì. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, y đuổi đánh Hạng Thành mục đích là nhắm vào Tiết lão sau lưng Hạng Thành. Cho dù Kiều Trấn Lương là bộ trưởng nông nghiệp, muốn đối nghịch với Tiết lão cũng phải trải qua cân nhắc thận trọng, nếu Kiều lão không gật đầu, y sẽ không dám làm như vậy, Trương Dương từ chuyện này rất dễ dàng đoán ra được giữa Kiều Gia và Tiết Gia cũng không hòa thuận gì. Kiều Gia vừa mới trải qua một hồi nguy cơ chính trị, tuy rằng đã bình an vượt qua, nhưng nguyên khí đã bị hao tổn không nhỏ. Dưới loại tình huống này, Kiều Trấn Lương vẫn ra tay, đủ để chứng minh hai bên mâu thuẫn rất sâu. Trương Dương thậm chí suy đoán được, trận nguy cơ đó của Kiều Gia, Tiết Gia chính là người khởi sướng. Trương Đại Quan Nhân không thể không cảm thán sự phức tạp của quan trường, ý định ban đầu của mình là lợi dụng Kiều Trấn Lương để tạo áp lực lên hạng thành, mà sau khi đạt được mục đích sau khi lại phát hiện mình đã không khống chế được sự phát triển của chuyện này, hiện tại chuyện đã phát triển theo phương hướng do Kiều Trấn Lương thao túng. Thông qua chuyện này, Trương Đại Quan Nhân đối với hai chữ chính trị càng có lý giải sâu sắc. Đối với phát triển tương lai của chuyện này, Trương Đại Quan Nhân lực bất tòng tâm, hắn từ trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, thậm chí ngay cả Tiết lão cũng đã nhìn ra điểm này, trước khi rời khỏi kinh thành Trương Dương trị liệu cho Tiết lão xong, Tiết lão nói, tôi cảm thấy gần đây tình hình của mình tốt hơn nhiều rồi, kiểm tra gần đây cho thấy khối u ở gan của tôi đã nhỏ đi, hiện giờ đường kính không tới 2 cm. Theo bệnh tình có chuyển biến tốt, tâm tình của Tiết lão cũng tốt hơn rất nhiều. Trương Dương nói, tuy rằng đã nhỏ đi, nhưng vẫn không thể khinh thường, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể uống rượu. Tiết lão cười nói, tôi còn định triệt để bỏ rượu cơ. Trương Dương gật đầu nói, ngài định lúc nào thì tới Tân Hải? Tiết Lão nói, cậu vừa rồi không phải bảo tôi tháng sau thì tới tìm câu tái khám ư. Trương Dương ngượng ngùng cười cười. Tiết Lão nói, ca óc hình như có chút không yên lòng. Trương Dương nói, đại khái là tối hôm qua không được nghỉ ngơi tốt. Tiết Lão nói, còn trẻ mà đã nghĩ ngợi nhiều rồi à. Trương Dương nói, đại khái là tới Kinh Thành lâu rồi, có chút nhớ nhà. Tiết Lão tất nhiên không tin, bật cười ha ha. Tiếng cười của Tiết Lão vừa dứt thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, sau khi được ông ta cho phép, Tiết Vĩ Đồng bước vào, cô ta vừa vào cửa đã quan tâm nói, ông nội, ông không sao chứ. Tiết Lão lúc này mới lưu ý đến mắt Tiết Vĩ Đồng ửng đỏ, ông ta cười nói, nhà đầu ngốc, sao đột nhiên lại nói vậy, định rủa ông à. Sức khỏe của ông rất tốt. Tiết Vĩ Đồng nói, nhưng cháu vừa mới ở ngoài nghe nói ông mắc bệnh nặng. Nội tâm Tiết Lão trầm xuống, nghiêm mặt nói, nói linh tinh ông bị bệnh không en soi cho người nhà, chẳng lẽ lại đi nói cho người ngoài. Con bé cháu còn nói linh tinh nữa là thực sự khiến ông bị bệnh vì tức đó. Tiết Vĩ Đồng nhìn thấy ông nội vẻ mặt hồng hào, trong cũng không giống như có bệnh, thở phào nói, lát nữa cháu sẽ vả vỡ miệng thằng ôn con nói năng linh tinh đó. Tiết Lão cười cười xua tay nói, con rồi ngoài trước đi, ông và Trương Dương phải nghiên cứu và thảo luận thư pháp. Tiết Vĩ Đồng gật đầu ra ngoài. Đi rồi, trương dương vội vàng giải thích tiết lão chuyện của ngài tôi không đề cập qua với bất kỳ ai tiết lão không khỏi bật cười tôi có nói là cậu để lộ bí mật đâu ông ta cầm chén trà trên bà lên uống một ngụm nói thiên hạ không có bức tường nào là không lọt gió tôi tuy rằng muốn giữ bí mật này nhưng tôi đã sớm biết rõ bí mật này không giữ được cho dù cậu không nói tôi không nói thì vẫn có những người khác biết trương dương nói không biết là ai để lộ chuyện này chương 1500, dừng tay cũng khó hai. Tiết lão nói, không sao cả, đến tuổi của tôi rồi, sớm muộn gì cũng phải chết, chẳng gì ngoài vấn đề sớm một ngày muộn một ngày, lần này là đồn đại tôi bị bệnh, trước đây còn có người đồi tôi chết rồi cơ. Loại chuyện này là đã là giả thì ngàn vạn lần không cần phải nghiêm túc, nếu tôi nghiêm túc thì là tôi mắc bẫy rồi. Trương đại quan nhân không bỏ lỡ thời cơ nịnh hót, ngài thật sự là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền. Tiết lão nói, trong bụng kẻ tướng có thể chống thuyền gì chứ? Ví dụ như cậu, làm quan càng lớn thì càng có thể bị khinh bỉ. Trương Dương cười nói, tôi thật sự là không chịu nổi loại tức này, xem ra tôi không nên làm quan lớn. Tiết lão nói, cậu đích xác không thích hợp với làm quan, nhưng chẳng ai quy định làm quan thì nhất định phải là người thế nào. Trong quan trường có thêm mấy tiểu tử như cậu cũng hay, ít nhất thì quan trường sẽ biết tử khí trầm trầm. Trương Dương đứng dậy cáo từ, tiết lão, tôi đi trước. Tiết Lão gật đầu nói, qua một đoạn thời gian nữa tôi sẽ tới Tân Hải tìm cậu. Trương Dương rời khỏi phòng Tiết Lão, khi tới dưới lầu thì nhìn thấy Tiết Vĩ Đồng đang gọi điện thoại, cô ta lông mày dựng ngược đang gầm gừ gì đó vào ống nói, xem ra là đang truy cứu trách nhiệm của tên đồn nhảm. Trương Dương vẫy vẫy tay với cô ta, chỉ ra ngoài cửa, Tiết Vĩ Đồng xua tay, ý bảo hắn chờ mình một lát. Cô ta lại nói điện thoại thêm chừng 5 phút mới bỏ điện thoại xuống, hầm hư, đúng là tức chết em mà. Không ngờ có người dám nói ông nội em bị bệnh. Trương Dương nói, lời đồn chỉ là giả, nếu như tưởng thật thì em bị lừa rồi. Tiết Vĩ Đồng nói, Tam ca, em rất ghét cái bộ dạng ra vẻ cao thâm này của anh, chuyện không xảy ra trên đầu hắn, nếu như là ai thì anh so với em còn tức giận hơn ý chứ. Trương Dương bật cười, Tiết Vĩ Đồng nói không sai. Tiết Vĩ Đồng nói, tối nay đừng an bài việc gì, em sẽ tổ chức để mấy bạn hữu kinh thành tiễn anh. Trương Dương nói, miễn đi đừng long trọng như vậy, mọi người bình thường đều bận, em đừng lằng nhằng vậy làm gì. Sao lại lằng nhằng, anh là tam ca kết bái của em, anh sắp đi thì em đương nhiên phải tiến rồi. Trương Dương nói, vừa rồi đã nói với ông nội em, tháng sau ông sẽ tới Bắc Cảng chơi, chỉ chớp mắt là chúng ta lại thấy mặt nhau, hơn nữa, anh cũng không phải đi ngay hôm nay, còn ở lại Kinh Thành tới cuối tuần. Trước khi đi mấy người chúng ta tìm nơi nào đó ăn một bữa là được rồi. Tiết Vĩ Đồng nói, được rồi, nghe theo lời anh. Trương Dương là có việc thật, gần đây Hương Sơn biệt viện đang được La Tuệ Ninh sửa chữa, đã gần kết thúc rồi, Trương Dương bởi vì bận rộn nên chưa tới lần nào, hôm nay vừa hay dành thời gian tới xem. Tới Hương Sơn biệt viện, nhìn thấy tường viện đã được đổi mới hoàn toàn, cửa lớn cũng được sơn lại, toàn bộ biệt viện rực rỡ hẳn lên, gạch bị phá hỏng trên mặt đất cũng được lát lại, công nhân đã hoàn thành xong công tác nên đi rồi, Trần Tuyết đội một cái mũ do khăn vàng gấp thành đang đi lại trong hành lang làm vệ sinh, ánh mặt trời chiếu lên người cô ta, khiến cho khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân trình hiện ra một loại màu sắc trong suốt, hai dáng hồng trên mặt sinh động dụ người, Trương Dương đứng ở xa nhìn mà cũng không khỏi ngây ngốc. Trần Tuyết nhận thấy được động tĩnh bên cạnh, ngước mắt lên nhìn Trương Dương, nói khẽ anh tới rồi hà. Trương Dương gật đầu, tới rồi trần tuyết chỉ chỉ vào hai vại nước trong sân anh giúp tôi mang hai vại nước đó tới góc đông nam đi trương đại quan nhân đi tới dựa theo phân phó của cô ta đem vại nước đi sau khi đặt đúng chỗ đang chuẩn bị hỏi mẹ nuôi ở đâu thì di động của hắn đổ chuông trương dương cầm điện thoại sau khi bắt máy thì trong ống nghe truyền đến một giọng nữ xa lạ trương tiên sinh hà trương dương nói là tôi cô là ai vậy tiếng chung của cô gái đó có chút ngọng nghịu xin chào tôi là bạn của Xuân Sai, anh còn nhớ hắn không? Chính là người tuần trước giao thủ với anh đấy. Trương Dương Trương Dương, vẫn nhớ. Hắn đương nhiên nhớ Xuân Sai, lần trước bởi vì Xuân Sai mà suýt nữa chúng bẫy của An Đạt Văn, có điều về sau hắn lại cứu sống Xuân Sai, còn nói với Xuân Sai trong vòng 3 ngày phải tới tìm mình chữa bệnh, nhưng từ sau lần đó Xuân Sai không có tin tức, không theo lần hắn tới tái khám. Cô gái kia nức nở ở đầu kia điện thoại, Trương Tiên Sinh, van cầu anh cứu hắn. Tình huống của hắn rất xấu, tôi không biết nên làm gì." Trương Dương nói, "Cô đừng gấp, hai người đang ở đâu?" Cô gái đó nói ra vị trí, Trương Dương nghe thấy là ở một khách sạn nào đó tại Tây Thành, hắn không lo Xuân Sai sẽ lại lập bẫy hại mình, lúc trước Xuân Sai dùng thuốc kích thích nên đã tạo thành hậu quả khá nghiêm trọng tới thân thể của hắn, hắn sở dĩ bảo Xuân Sai trong vòng 3 ngày tới tìm hắn, nguyên nhân là nếu không được trị liệu đúng lúc, Xuân Sai sẽ có di chứng nghiêm trọng. Trương Dương sau khi một tiếng với Trần Tuyết thì lập tức lái xe tới nơi đó, tới khách sạn mà Xuân Sai ở, Trương Dương mới phát hiện hoàn cảnh nơi này vô cùng đơn sơ, phí phòng mỗi ngày không chỉ 50 đồng, Xuân Sai ở tại phòng 307, sau khi Trương Dương gõ cửa phòng thì một cô gái Thái Lan đi ra mở cửa, làn da ngăm đen, có điều dung mạo cũng được tính là xinh đẹp, sau khi xác định thân phận của Trương Dương, mắt của cô ta đỏ lên, dẫn Trương Dương vào trong phòng, nhìn thấy Xuân Sai nắm Xuân Sai, sắc mặt vàng như nến. Cô gái đó run giọng nói, hai ngày trước vẫn ổn, nhưng sáng sớm hôm nay thì đột nhiên thành như vậy. Tôi bảo anh ấy đi bệnh viện nhưng anh ấy không chịu, chỉ nói muốn tìm anh. Trương Dương nhìn Xuân Sai rồi lắc đầu bất đắc dĩ, thằng ôn này nếu muốn tìm mình vì sao không tìm sớm một chút, giờ đã qua bốn ngày rồi hắn mới nhớ tới mình. Ánh mắt Xuân Sai dài dại nhìn Trương Dương, khóe miệng lệch sang bên, hữu khí vô lực nói tôi cho rằng mình không sao. Trương Dương nói coi lời nói của tôi là gió bên tai có phải hay không. Nếu bốn ngày trước anh tìm tôi, anh khẳng định không có việc gì, hiện tại. Hắn lắc đầu, đi tới bên giường, kéo cổ tay Xuân Sai, mới phát hiện trên Xuân Sai đã đầy vết thương, có chút kinh ngạc nói anh bị thương à. Xuân Sai nói, bọn họ nợ tôi 100 vạn, tôi đi tìm hắn đòi tiền, kết quả bị bốn gã thủ hạ của hắn vây đánh, chân phải của tôi cũng gãy rồi trương dương giờ mới biết xuân sai vì sao không tới tìm mình đúng lúc được hắn chép miệng nói với thân thủ của anh theo lý thì sẽ không bị thương thành như vậy xuân sai nói bọn họ có súng tôi chỉ có nước chịu đòn thôi trương dương kéo chăn ra nhìn thấy trên đùi xuân sai quấn băng cởi băng ra thì phát hiện đùi phải của xuân sai sưng đỏ chỗ gãy xương đến bây giờ vẫn chưa được phục vị chính xác trương dương nói không tới bệnh viện à vẻ mặt Xuân Sai đầy cuốn bách nói tiền và hộ chiếu của tôi đều bị người ta đánh cắp chính là ứng với câu châm ngôn của người Trung Quốc các anh Trương Dương cười nói nhà đã rột lại gặp mưa dầm phải không Xuân Sai nói tôi vốn cũng ngại tìm anh nhưng hôm nay tôi cảm thấy ngực bắt đầu đau cả người tê dại tôi lo là di chứng sau khi uống cường nhược long tôi không sợ chết nhưng tôi chết rồi Mai Nhi không có ai chiếu cố Mai Nhi chính là vợ chưa cưới của hắn là cô gái Thái Lan da ngăm đen đó Mai Nhi đứng ở bên cạnh khóc không thành tiếng. Trương Dương nói, anh còn cứu được, có điều di chứng do uống loại thuốc đó ít nhiều vẫn sẽ còn, theo tôi thấy, sau này hệ thần kinh của anh sẽ chịu một số ảnh hưởng. Hắn trước tiên phục vị đùi phải bị gãy xương của Xuân Sai, sau đó nói, nơi này cũng không thích hợp ở lâu, tôi sẽ an bài chỗ ở cho anh. Trương Dương đưa Xuân Sai và Mai Nhi tới ban chú kinh bình hải, bảo hồng vệ đông an bài một phòng cho bọn họ, dù sao hộ chiếu của Xuân Sai và Mai Nhi đều đã mất trên người cũng không có tiền, ở nơi này vẫn có thể xem là lựa chọn tốt nhất, lại đưa cho Xuân Sai ít thuốc đông y, bảo Mai Nhi cầm đi sắc rồi cho Xuân Sai uống, làm xong tất cả thì là buổi trưa. Lúc này mới nhớ tới cần gọi điện thoại cho La Tuệ Ninh, La Tuệ Ninh cũng đã về tới Hương Sơn Biệt Viện, nghe nói Trương Dương vừa tới đã đi thì cũng có chút kinh ngạc, Trương Dương ở trong điện thoại kể lại chuyện vừa rồi một lượt, La Tuệ Ninh đối với hành vi thích làm việc thiện của hắn thì lại càng tán thưởng hơn sau khi thì xếp xong cho xuân sai trương dương lại tới thăm hắn đối với sự viện trợ nhiệt tâm của trương dương xuân sai cảm động tới mắt đỏ lựng cầm tay trương dương nói trương tiên sinh đại ân đại đức của ngài xuân sai cả đời không quên ngài sau ngài có chỗ nào cần dùng tôi chỉ cần ngài nói một câu xuân sai tôi muôn lần chết cũng không chối từ trương dương cười nói tôi giúp anh cũng không phải là mong hồi báo tôi cảm thấy anh là hán tử cứ vậy bị phế thì đúng là đáng tiếc Xuân Sai mặt đầy xấu hổ nói: "Trương tiên sinh, lúc trước không phải tôi muốn đối nghịch với ngài, là An Đạt Văn cho tôi tiền bảo tôi làm như vậy." Trương Dương cười nói: "Anh không nói thì tôi cũng biết, hắn và tôi trước đây có chút thù riêng, có điều hắn mượn tay người khác thì đúng là xấu xa." Chương 1501: Dừng tay cũng khó ba. Xuân Sai nói: "Trương tiên sinh võ công cao cường, tôi căn bản không phải là đối thủ của ngài." trương dương nói mục đích hắn bảo anh lên đài không phải là để anh chiến thắng tôi trước khi lên đài hắn đã tiêm thuốc kích thích cho anh theo tôi thấy lượng được tiêm vào rất lớn hắn đã sớm đoán được hậu quả có thể phát sinh trên quyền đài nói cách khác hắn đã sớm đoán được anh có thể sẽ bởi vậy mà toi mạng xuân sai nói tôi về sau mới hiểu được đạo lý này nếu không phải là ngài cứu tôi tôi có thể đã chết rồi trương dương cười nói anh nếu chết thì tôi càng phiền Xuân Sai tuy rằng chỉ số thông minh thường thường, nhưng hiện tại cũng đã biết mình từ đầu tới đuôi chỉ là một quân cờ bị An đạt Văn lợi dụng, hắn hổ thẹn nói: "Xin lỗi, Trương tiên sinh, tôi đã mang tới phiền phức cho ngài." Trương Dương nói: "Thân thủ của anh không tồi, hoàn toàn có thể bằng vào hai tay của mình đánh ra một mảng thiên địa, không cần thiết phải mạo hiểm đi đánh Hắc Quyền." Xuân Sai liên tục gật đầu. Trương Dương nói: "Hai người tạm thời cứ an tâm sống ở đây, ví dụ thì không cần các anh phải quan tâm." Về phần chuyện hộ chiếu, tôi sẽ bảo người làm giúp anh. Xuân Sai cảm động vô cùng. Trương Dương giúp Xuân Sai là chỉ vì cảm thấy hắn rất đáng thương vì bị an đạt phân lợi dụng, thực sự không có ý muốn hắn hồi báo. Hắn an ủi Xuân Sai vài câu rồi rời khỏi phòng Xuân Sai, mai nhi một mực tiến hắn ra tận ngoài cửa. Trương Dương đang chuẩn bị đi chào hỏi Hồng Vệ Đông thì nghe thấy một giọng nữ ôn nhu từ phía sau vang lên, bí thư Trương ở Kinh Thành bề bộn nhiều việc quá. Trương Đại quan nhân nghe mà nội tâm chấn động, hắn xoay người lại, liền thấy Tần Thanh mặc váy dài màu xám, hai tay đặt sau lưng, mỉm cười nhìn mình, Trương Dương căn bản cũng không ngờ Tần Thanh lại xuất hiện ở chỗ này, hắn cười nói: "Bí thư Tần, cô tới kinh thành khi nào vậy?" Ở nơi công cộng, thỉnh thoảng có người quen đi qua, hai người tuy rằng trong lòng đều rất nhớ đối phương, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ thản nhiên, nói chuyện cũng rất công thức. Tần Thanh nói: "Vừa tới buổi sáng." Trương Dương nói, làm việc hay là họp. Tần Thanh nói, họp, trong ánh mắt cũng không nén được sự nhớ nhung Trương Dương. Tần Thanh ở tại phòng 319, Trương Dương đi theo cô ta vào phòng, vừa đi vào phòng, Trương Đại Quan Nhân vươn tay ra kéo lấy cánh tay Tần Thanh, ôm lấy thân thể cô ta, Tần Thanh Anh một tiếng lao vào lòng Trương Dương, đôi môi như hoa bị Trương Dương hôn ngấu nghiến như hút mật. Tần Thanh mắt lờ đờ vừa dẫy vừa chỉ vào rèm, Trương Dương vừa hôn cô ta vừa di động tới cửa sổ, Tần Thanh vươn tay ra kéo rèm, rèm vừa rủ xuống, ánh sáng trong phòng lập tức trở nên ảm đạm, nhưng lại cảm thấy trong váy mát lạnh, đã bị thằng ôn này kéo xuống rồi. Tần Thanh ôm Trương Dương, ghé vào tai hắn hổn hển nói, em rất nhớ anh. Phương pháp biểu đạt sự nhớ nhung của nam nữ có rất nhiều loại, Trương Đại Quan Nhân áp dụng loại trực tiếp nhất, an ủi nỗi khổ tương tư của Tần Thanh, thằng ôn này dày vò xong rồi, còn rất cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xác định không có ai đi qua hành lang mới lặng lẽ rời khỏi phòng cao thủ yêu đương vụng trộm luôn tiện hơn một chút huống chi trương đại quan nhân là cao thủ đã học phản truy tung thằng ôn này cả người thư thái đi tới đại sảnh khách sạn lúc này mới nhớ tới đã quên chào hỏi hồng vệ đông vừa rồi khi triền miên với tần thanh hắn sợ có điện thoại quấy dày cho nên tắt máy vừa mới mở máy thì hồng vệ đông gọi tới hồng vệ đông đã an bài tiệc rượu hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm trương dương từ chối hảo ý của y Hắn vừa mới hẹn Tần Thanh ra ngoài ăn cơm, hiện tại là phân công nhau hành động để tránh bị người quen bắt gặp. Trương Dương trực tiếp lái xe tới Đông Lai Thuận đã hẹn trước, gọi một cái túi nhỏ, vừa cho đồ ăn vào thì Tần Thanh cũng đến. Tần Thanh đã tắm rửa, thay một bộ sáo trang mày xám, lộ ra vẻ cao quý đoan trang, có điều trên mặt bởi vì Trương đại quan nhân mà vẫn còn ửng hồng, thanh mỹ nhân tuy rằng đã qua tuổi 20, nhưng năm tháng dường như không thể lưu lại dấu vết trên mặt cô ta cái này có liên quan tới nội công mà Trương Dương dạy cho cô ta. Hơn nữa từ khi bắt đầu nghiên tập thuật xong với Trương Dương, da thịt của cô ta càng lúc càng tốt, so với cô gái tuổi xuân thì cũng không vàng hơn bao nhiêu. Tần Thanh bởi vì công tác nên rất ít sử dụng đồ trang điểm, ngẫu nhiên sử dụng cũng chỉ là đánh phấn to son một chút, càng dẫn tới sự hâm mộ của không ít thiếu nữ, thường ngày không ít người tìm cô ta hỏi bí quyết bảo dưỡng. Bí quyết bảo dưỡng của Tần Thanh thực sự là khó có thể nói ra được, dẫu sao cũng không thể nói với người khác rằng đây là kết quả cô ta và trương dương âm dương song tu cho nên chỉ có thể nói mình không có bí quyết gì cả người ngoài liền cho rằng bí thư tần là thiên sinh lệ chất không thể học theo được tần thanh dưới ánh mắt nhìn chăm chú nóng rực của trương dương thì không khỏi lại cảm thấy thân thể mềm mại có chút nóng lên nhẹ giọng nhẹ giọng gắt anh nhìn chằm chằm em thế làm gì trương đại quan nhân nói càng nhìn càng yêu chém gió Tần Thanh vừa hờn dỗi vừa nhấc chân ở dưới bàn đá hắn một cái, một cước này đương nhiên là không dùng sức, Trương Đại Quan Nhân gật nhả nói, vẫn thích em kẹp anh hơn. Tần Thanh mặt đỏ tía tai, nhỏ giọng mắng, Lưu Manh, anh đã là bí thư huyện ủy rồi, sao ăn nói vẫn lưu manh thế? Trương Đại Quan Nhân nói, đối với một nam nhân bình thường, Lưu Manh thích đáng thì nên làm, đây mới là chân thật, nếu một nam nhân cả đời không nói một câu lưu manh nào, tên đó hoặc là không bình thường, hoặc là hạng dối trá. Được rồi, anh lúc nào cũng có lý do." Trương Dương nói, "Chị Thanh, gần đây công tác vẫn thuận lợi chứ?" Tần Thanh nói, cuối cùng cũng có chút bộ dạng đứng đắn. Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn tới, hai người đồng thời ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt chạm nhau thì đều thấy được vẻ buồn cười trong mắt đối phương, khóe miệng lộ ra nụ cười hiểu ý. Trương Dương mở bình Đại Minh Xuân Xuân rót cho Tần Thanh một chén thủy tinh, hắn cầm chén rượu lên nói, "Vì hai ta gặp lại ở kinh thành, ôn lại duyên mộng" cạn một ly. Tần Thanh nói, đừng có nói hưu nói vượt, em lần này đến cũng không phải là vì anh, ngày mai và ngày kia em học liên tục hai ngày, buổi tối ngày kia là về rồi. Trương Dương cười hắc hắc, một ngụm uống hết nửa rượu rượu, Tần Thanh miệng tuy rằng không thừa nhận, nhưng cô ta lần này đến kinh thành tham gia quy hoạch phát triển thành thị ưu tú gì gì đó căn bản cũng không quan trọng, mục đích chủ yếu vẫn là tìm một cái cớ để thăm hắn. Sau khi Trương Dương tới Tân Hải, hai người qua lại không tiện Tần Thanh là người đứng đầu nội thành mới Đông Giang, Trương Dương là người đứng đầu Tân Hải, hai người ở địa phương đều là nhân vật được mọi người chú ý, cho nên Tần Thanh tuy rằng rất nhớ Trương Dương, nhưng cũng phải cân nhắc đến ảnh hưởng, không tiện tới Tân Hải thăm hắn. Trương đại quan nhân sau khi tới Tân Hải, mới đến nhiệm sở, chính vụ bận rộn, cũng không có thời gian tới Đông Giang thăm Tần Thanh, cho nên hai người đã rất lâu rồi không gặp, bình thường đều là trao đổi điện thoại, tuy rằng nói những lời tâm tình bất tận, nhưng trung quy không thể so với gặp mặt trực tiếp. Tần Thanh uống một ngụm rồi bình luận, rượu này cũng không tệ lắm. Trương Dương nói, Đại Minh Xuân, sản phẩm mới của nhà máy rượu Giang Thành, anh vừa mới thuyết phục được Tiết Lão để chữ cho bọn họ. Tần Thanh có chút ngạc nhiên nói, ngay cả Tiết Lão anh cũng có thể thuyết phục được ư. Trương Dương nói, cái đó có gì khó đâu, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hắn kể lại chuyện làm thế nào để thuyết phục được Tiết Lão cho Tần Thanh, Trương Dương ở trước mặt Tần Thanh cũng không giấu giếm bất kỳ chuyện gì, thậm chí bao gồm cả bệnh tình của Tiết lão hắn cũng không hề che giấu mà nói với Tần Thanh. Tần Thanh nghe nói Tiết lão bị bệnh nặng, Trương Dương có thể trị liệu cho ông ta, trong chuyện này Tiết lão hiển nhiên nợ Trương Dương một nhân tình to lớn, cho nên thái độ của Bí thư thị ủy Bắc Cảng Hạng Thành đối với Trương Dương mới chuyển biến đột nhiên như vậy. Tần Thanh nói, trước đây em vẫn lo lắng anh và lãnh đạo thành phố Bắc Cảng quan hệ không tốt, hiện tại xem ra vấn đề đã được giải quyết rồi trương dương thở dài nói anh vốn cũng thấy vấn đề được giải quyết rồi nhưng bộ nông nghiệp tựa hồ muốn tiếp tục truy cứu trách nhiệm khu khai phá tân hải chiếm dụng đất ruộng hơn nữa muốn coi chuyện này trở thành điển hình phản diện tân thanh cảm thấy được gì đó nói khẽ quan hệ của tiết gia và kiều gia như thế nào trương dương nói anh nghe nói kiều lão và tiết lão là lão bằng hữu nhiều năm tân thanh nói tình bạn không liên can tới chính trị vĩ nhân như bọn họ phân càng rõ Trương Dương nói, chuyện này là anh gây ra, lúc ban đầu, Bộ trưởng Kiều còn có chút do so dự, có điều hiện tại ngược lại y không muốn dừng tay. Tần Thanh nói, y đương nhiên hiểu rõ sau lưng hạng thành là tiết lão, không muốn dừng tay nhưng lại không sợ đắc tội với tiết lão, chuyện như thế nào mới có thể khiến y làm như vậy. Tần Thanh nhắm mắt lại, nói khẽ chẳng lẽ tiết ra có liên quan tới chẳng biến cố trước đó của Kiều Gia. chương 1502, dừng tay cũng khó bốn, trương dương nói anh cũng nghĩ như vậy nếu chuyện của kiều ra lúc trước là tiết ra làm như vậy bộ trưởng kiều mượn cơ hội này để trả thù tiết ra là rất có khả năng tân thanh nói chuyện của cao tầng không phải chúng ta có thể đoán được cho dù chúng ta đoán được nguyên do trong đó thì cũng chẳng thay đổi được gì cô ta vươn tay ra cầm tay trương dương nói có điều ngày tháng của anh ở tân hải chỉ sợ sẽ rất khó khăn trương dương cười nói không sao cả hạng thành nếu đối tốt với anh thì anh ngược lại có chút không quen Tần Thanh không nhịn được liền bật cười. Tiết Thế Luân gần đây đều ở Kinh Thành, mỗi ngày sau bữa cơm chiều, y đều sẽ dành thời gian tản bỏ với cha ở ngọn núi nhỏ sau nhà. Tiết Lão bước rất lớn, tần suất lại chậm, Tiết Thế Luân kiên nhẫn lặng lẽ theo phía sau cha. Tiết Lão dừng chân, nhìn ánh nắng chiều trời Tây, nói, khi còn trẻ rất ít khi biết dừng chân ngắm phong cảnh bên cạnh, đợi khi già rồi mới hồi tưởng lại vô số phong cảnh đã bị bỏ qua. Tiết Thế Luân cười nói cha, cha đang nói con đấy à? Tiết lão lắc đầu, nói khẽ con không cần thiết phải ở lại kinh thành với cha, ở hải ngoại có nhiều sinh ý như vậy, con cứ đi là đi, bệnh tình của ta đã ổn định rồi, kết quả kiểm tra con cũng đã thấy, ta đang trong quá trình khôi phục. Tiết Thế Luân nói, sinh ý của con đã đi vào quỹ đạo, thật ra con có mặt hay không cũng không khác biệt gì. Tiết lão nói, con có phải thấy ta ngày tháng không còn nhiều, cho nên muốn dành chút thời gian ở bên ta không? Tiết Thế Luân nói, con không nghĩ như vậy đâu cha cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao. Tiết lão cười nói, con người ta sớm muộn gì cũng phải chết. Ông ta lên tên đỉnh ngọn núi, hai tay chống nạnh, đứng đó nhìn ánh nắng chiều. Tiết thế luân nhìn cha chăm chú, y lưu ý thấy cái lưng thẳng tắp của cha giờ đã còng rồi, tóc mai đã bạc hết, bất kể một người năm đó cường thế cỡ nào, ở trước năm tháng trung quy vẫn phải cúi đầu, cha già rồi. Tiết lão nói, thế luân, sau khi ta chết, đem cho cốt của ta giải từ trên núi xuống, Ta muốn nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, ta muốn xem mây nổi mây tan." Trong lòng Tiết Thế Luân bỗng nhiên cảm thấy khổ sở nói không nên lời, y nói khẽ "Vâng." Tiết lão xoay người, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của con trai, từ trên người con trai, ông ta thấy được bóng dáng của mình ngày xưa, ông ta vỗ vai con trai, nói khẽ, "Khi con còn nhỏ, ta rất thích xoa đầu con, khi con lớn hơn một chút, ta có thể khoác vai con, nhưng hiện tại ta muốn khoác vai con thì phải nhấc cao tay." còn muốn xoa đầu con thì phải kiếm chân. Ánh mắt tiết lão lại hướng về phía chân trời, phát hiện thiên không đã ảm đạm, ánh nắng chiều đã mất đi sắc thái rực rỡ vừa rồi, thiên không ngưng tụ thành một mảng màu xám lam, sắc thái theo thời gian trôi qua, trở nên dày đặc, buổi tối sắp đến rồi. Tiết lão nói khẽ, mấy ngày nay bên ngoài đang đồn đại ta mắc bệnh nặng, hôm nay Vĩ Đồng cũng biết. Tiết Thế Luân nói, có phải Trương Dương tiết lộ ra ngoài hay không? Tiết lão lắc đầu, ta tin thằng bé đó. Tiết thế luân hơi ngẩn ra, không biết cha và Trương Dương quen nhau không bao lâu, vì sao lại tin tưởng hắn như vậy. Nhưng cha nếu dã nói là tin được thì chắc có lý do để tin. Tiết Thế Luân nói, cha tính xử lý chuyện này như thế nào? Tiết Lão lạnh lùng cười nói, lời đồn chỉ là vu vơ, người truyền ra chuyện này chưa chắc đã biết bệnh tình thật của ta, không cần phải quan tâm. Tiết Thế Luân nói, Kiều Trấn Lương gần đây hình như đang làm khó dễ hạng thành. Tiết lão nói, trình độ quản lý của hạng thành quả thực không được tốt lắm, chuyện khu khai phá của Tân Hải, ta đã hỏi qua Trương Dương, hạng thành có sai lầm trong sự kiện đó, Kiều Trấn Lương Thân là bộ trưởng bộ nông nghiệp, hỏi trách hắn cũng là chuyện rất bình thường. Tiết Thế Luân nói, ngài không định nói đỡ cho hắn ư. Tiết lão cười cười lắc đầu, sai chính là sai, đúng chính là đúng, cho dù Kiều Trấn Lương truy cứu chuyện này, hạng thành cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà xuống đài đâu, cùng lắm thì kiểm điểm, mất hết mặt mũi thôi cũng may nhiệm kỳ của hắn cũng không còn được bao lâu nữa chuyện này cứ coi như là một bài học cho hắn tiết thế luân muốn nói lại thôi tiết lão nói có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi con tiết thế luân nói cha nói đi tiết lão xoay người nhìn vào hai mắt y ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn nhìn thấu cả sâu trong tâm linh của tiết thế luân tiết thế luân vẻ mặt vẫn bình tĩnh cho dù là bị cha nhìn chằm chằm vẫn không hề lộ ra nửa phần hoảng loạn Tiết lão nói chuyện của Kiều Bằng Cử có liên quan tới con không? Tiết Thế Luân cười nói cha, cha sao lại đem chuyện này nghĩ tới con? Tiết lão nói, không phải là tốt nhất. Đương nhiên không phải, con và Kiều Gia không có thâm cửu đại hận gì cả. Tiết lão ngẩng đầu, nhìn màn đêm đang lặng lẽ phủ xuống, lẩm bẩm nói, đến lúc nên ra ngoài đi dạo rồi. Trước khi rời kinh, Trương Dương từ chỗ Văn Quốc quyền nhận được một tin tức tốt, chuyện bỏ huyện lập thành phố trên cơ bản đã được xác định chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, nói một cách khác, bí thư huyện ủy hắn sắp biến thành bí thư thị ủy rồi. Văn Quốc Quyền đặc biệt dặn dò hắn phải nghiêm khắc giữ bí mật chuyện này. Trương đại quan nhân lần này tới kinh có thể nói là thu hoạch khá nhiều, khi vừa tới kinh thành, từng trận tiệc tẩy trần khiến hắn xây sầm mặt mày, mắt thấy sắp đi, đám bạn hữu ở kinh thành lại liên tục gọi hắn đi tẩy trần. Trương đại quan nhân nhất nhất xin miễn, đương nhiên mấy vị huynh muội kết bái như Chu Hưng Quốc, từ kiến cơ, Tiết Vĩ Đồng thì đương nhiên phải nhận lời. Tiết Thế Luân cong chân xuống, kéo tay cha đặt lên đầu mình, mỉm cười nói, cha à, cha vẫn có thể dễ dàng xoa đầu con mà, ở trước mặt cha, con lúc nào cũng đều có thể cong gối, quỳ xuống dưới chân cha. Tiết Lão xoa xoa tóc con trai, ông ta thở dài nói, dưới gối nam nhi có hoàng kim, không thể dễ dàng quỳ xuống trước mặt bất kỳ ai. Cha là cha của con, Tiết lão nói, ta còn sống thì có thể che mưa che gió cho các con, có thể giúp cho các con có thể ướng ngực ngẩng đầu, ta chết rồi, ngực của các con có thể chịu đựng được sự đả kích của mưa gió không? Tiết Thế Luân nói, con sẽ không khiến cha mất mặt. Tiết lão nói, muốn đường đường chính chính làm người, thì phải đường đường chính chính làm việc, trong các con cái của ta, người khác ta cũng không lo lắng, bởi vì ta tận mắt chứng kiến chúng trưởng thành, ta hiểu chúng rất rõ, nhưng đối với con, con trai của ta, từ sau khi con ra hải ngoại, ta càng lúc càng không hiểu được con." Tiết Thế Luân nói: "Cha, cha yên tâm, con sẽ không làm việc sai trái đâu." Tiết lão nói: "Con thông minh, làm bất kỳ chuyện gì cũng đều cân nhắc chu đáo, thậm chí so với ta thì còn chu đáo hơn, ta cũng biết, dã tâm của con rất lớn, nhưng" Tựa hồ đoán được cha muốn nói gì, lắc đầu bảo cha: "Không cần phải nói đâu, chuyện tất cả là lỗi của con." Tiết lão nói: "Thế Luân, Ta đối với con có phải rất tàn khốc hay không?" Tiết Thế Luân mỉm cười nói cha, nếu nói trên đời này có một người thật lòng nhất với con, không nghi ngờ gì nữa, người đó chính là cha, không ai có thể thay thế được cha cả. Chương 1503, ra mặt vô địch một. Chu Hưng Quốc cũng biết Trương Dương ghét ăn đồ ăn kinh thành, đặc biệt hẹn mấy người bọn họ tới đập chứa nước mật phân câu cá ăn đồ nướng, Trương Dương đối với câu cá vẫn không có hứng thú gì, có điều lần này thì khác phát hiện bên cạnh chu hưng quốc không ngờ có thêm một bạn gái chu hưng quốc giới thiệu cho bọn họ đây là bạn gái tôi từ mạc giảng sư văn của đại học thanh hoa từ mạc là xuất thân từ gia đình phần tử trí thức cha mẹ cô ta đều là viện sĩ viện khoa học quốc gia tuy rằng tướng mạo không thể nói là huynh quốc huynh thành nhưng cũng rất động lòng cả người toát ra một vẻ đẹo thông thái loại khí chất nhàn này cực kỳ tương xứng với sự trầm ổn của chu hưng quốc từ kiến cơ cũng dẫn hồng nguyệt tới tiết vĩ đồng đến bây giờ vẫn cô đơn Trương Dương thì có, có điều sở yên nhiên vẫn đang ở nước Mỹ, bạn gái hắn thì đương nhiên không thiếu, nhưng đều không thể ra ánh sáng được. Đừng nhìn tiết vĩ đồng bình thường khí khái nam nhân 10 phần, nhưng vẫn không thoát được lòng hiếu kỳ của nữ hài tử. Có cơ hội là cô ta túm Chu Hưng Quốc thẩm vấn, anh không phải đang theo đuổi kiều mộng viện ư? Sao lại đột nhiên thay đổi đối tượng? Chu Hưng Quốc sở khóc dở cười nói, anh theo đuổi kiều mộng viện lúc nào chứ? Đó là người khác giới thiệu người ta còn chẳng thèm nhìn mặt anh, anh không thể nào cứ bám dính người ta được. Tiết Vĩ Đồng thở dài nói, cho nên mới nói nam nhân các anh không ai chuyên tình cả. Trương Dương ở bên cạnh nói, em nói anh ta thì cứ nói anh ta, đừng có lôi cả anh vào, thật ra anh thấy Chu lão đại nói không sai, con người ta không thể nào cứ treo cổ mãi trên một cành cây được, đã không được thì mau đổi ục tiêu, đại ca ủng hộ cậu. Kỳ thật thằng ôn này là dắp tâm phá dối, Chu Hưng Quốc nếu thực sự theo đuổi Kiều Mộng Viện, trong lòng hắn sẽ không thoải mái, cái này gọi là cá hắn cũng muốn mà tay gấu cũng muốn, phàm là cô nương là bị hắn nhìn chúng thì không nỡ bỏ ai cả. Một người cũng không thể thiếu. Khi ăn cơm trưa, Trương Dương phụ trách nhóm lửa, từ kiến cơ đảm đương vị trí nướng thịt, những người khác hỗ trợ sâu thịt, từ mạc đã quen dần với họ, cô ta nói với Trương Dương, Trương Dương, tôi đã gặp anh rồi. Trương Dương nói, gặp tôi rồi ư, tôi sao không nhớ nhỉ, từ mạc cười nói, anh quen Trần Tuyết phải không? Lúc Aya tôi đang đọc sách ở thư viện, anh và cô ta cùng nhau rời khỏi thư viện. Tiết Vĩ Đồng ngạc nhiên nói, thấy có một lần mà nhớ rõ vậy à? Từ mạc nói, Trần Tuyết là hoa hậu giảng đường của Đại học Thanh Hoa bọn tôi, là một mỹ nhân lạnh lùng, bình thường đều hờ hững đối với bất kỳ ai theo đuổi. Nam sinh muốn theo đuổi cô ta rất nhiều, nhưng không ai dám chủ động đi đâm vào tường. Ngày đó Trương Dương tới thư viện, nhìn thấy hai người bọn họ chuyện trò vui vẻ với nhau đi ra khỏi cửa, cho nên tất nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, mọi người đều nghĩ anh là bạn trai của Trần Tuyết. Tiết Vĩ Đồng nói, anh ta á, đã có vợ chưa cưới rồi, sở yên nhiên, tiểu thư nước Mỹ vừa xinh đẹp lại có tiền. Trương Dương chừng mắt lườm cô ta một cái, em không nói thì không ai bảo em câm đâu. Chu Hưng Quốc cười nói, lo rồi, lão tam nhà chúng ta là nhất biểu nhân tài phong lưu phóng khoáng, đến chỗ nào cũng có một đám nữ hài tử đi theo, vợ chưa cưới thì có một rồi, nhưng bạn gái thì cả đống, tôi đến bây giờ vẫn chưa nắm được rốt cuộc là có bao nhiêu người. Tất cả mọi người đều bật cười. Trương Dương cười nói, chiêu tôi đấy à, nếu yên nhiên nghe thấy các anh nói như vậy, thể nào cũng lột ra tôi. Tiết Vĩ Đồng nói, tôi thực sự cảm thấy thương cho yên nhiên, nếu anh là chồng chưa cưới của em, em sẽ mang anh đến cho tịnh thân, sau đó xem anh còn dám làm sằng làm bậy nữa không tiết vĩ đồng nói chuyện trước giờ luôn rất tùy tiện cô ta nói những lời này thì không cảm thấy khó nghe nhưng từ mạc và hồng nguyệt đều xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt trương đại quan nhân trừng mắt nói muội tử em quá độc ác rồi muốn anh đoạn tử tuyệt tôn à tiết vĩ đồng nói em là thấy bất bình cho yên nhiên thôi trương dương nói em thân với anh hay là thân với cô ấy em là em anh hay là em cô ấy từ kiến cơ nói thật ra nam nhân phong lưu chút cũng không tính là xấu một nghiên cứu đã chứng minh, người càng phong lưu trước hôn nhân thì sau khi kết hôn càng chính chắn hơn. Hồng Nguyệt nói, nói hưu nói vượt, đó là nam nhân tại các anh tìm cớ cho mình. Trương Dương phụ họa, tôi cũng có nghe nói qua, thật ra đạo lý này rất dễ hiểu, các anh ngẫm lại xem, trước khi hôn nhân cái gì cũng từng trải rồi, cái gì cũng chơi rồi, sau khi kết hôn tất nhiên sẽ hồi tâm. Tiết Vĩ Đồng nói, em nhổ vào. Từ mạc cũng đỏ mặt nói, các anh đều là tìm cớ cho mình phóng túng. Chu Hưng Quốc gật đầu nói, đúng vậy, hai tên phóng đảng này tự tìm cớ cho mình. Từ kiến cơ vội vàng rũ sạch quan hệ, người phóng đảng là Trương Dương, tôi chỉ nói thôi, tôi không phải là loại người đó. Trương Đại Quan Nhân thở dài, ôi, hôm nay là làm sao vậy? Nói là tiến tôi, kết quả thành hội phiên bình tôi, tôi là cán bộ quốc gia, tôi là đảng viên. Tôi đối với bản thân trước giờ đều là giữ yêu cầu nghiêm khắc, tính nguyên tắc của tôi nói sao cũng mạnh hơn mấy người tôi bình thường cũng chỉ nói miệng cho vui thôi, việc trái với nguyên tắc tôi chưa từng làm. Tiết Vĩ Đồng nói, phải nói làm không ít mới đúng. Trương Dương nói, tôi coi như là nhìn ra rồi, nhà đầu em chính là giáp tâm đối nghịch với anh, em ngẫm lại đi, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nam nhân bình thường ai nhìn thấy mỹ nữ mà không có phản ứng chứ. Hắn vừa nói như vậy, từ mạc và hồng nguyệt lại mặt đỏ. Từ kiến cơ vội vàng nói, dừng, Dừng, anh nói chuyện sao cứ hướng theo sự phát triển tiêu cực vậy? Trương Dương nói, chỉ ói thôi mà, thật ra sự phát triển cuối cùng của quan hệ giữa nam nữ đều là xâm nhập, đều là muốn hạn chế sự phát triển cấp phương hướng. Từ mạc đỏ mặt cầm thịt dê ra bờ sông rửa. Hồng Nguyệt cũng nghe không nổi nữa, gắt Trương Dương, rất thất vọng vì anh, tôi sẽ tới trung kiểu ủy tố cáo anh. Cô ta cũng đứng dậy đi. Tiết Vĩ Đồng thì làm thinh. Chu Hưng Quốc cười nói, lão tam, khá lắm. Cậu nói chuyện rất độc. Trương Dương cười nói, tôi chỉ nói thôi, nhưng chuyện cụ thể thì tôi không làm, lão nhị à, anh và Hồng Nguyệt đã sớm tìm hiểu xâm nhập chưa? Từ Kiến Cơ nói, liên quan chó gì tới anh? Được, tôi nói không lại anh, tôi đi câu cá. Trương Dương quay sang Chu Hưng Quốc, lão đại, tài ăn nói của giảng sư Tử như thế nào? Chu Hưng Quốc cười cười xấu hổ, hắn gọi, Kiến Cơ, cậu đừng đi, cậu đi rồi thì ai nướng thịt? hắn đứng dậy đuổi theo. Hiện trường chỉ còn Tiết Vĩ Đồng và Trương Dương, cô ta nghiêng đầu nói, bọn họ sao lại đi vậy? Trương Dương nói, muội tử, cái này mà còn phải hỏi là, trột dạ đấy. Tiết Vĩ Đồng nói, bọn họ vì sao ông trột dạ? Trương Dương nói, em nghĩ đi, anh chỉ nói miệng thôi, người nào người nấy không phải nói anh đồi trụy thì cũng là nói anh lưu manh, nhưng anh có làm gì đâu, không ngờ lại đứng trên tiêu chuẩn đạo đức để phê bình anh em nói bọn họ có dối trá không tiết vĩ đồng nói là rất dối trá nhưng vừa rồi em không nghe thấy bọn họ nói anh lưu manh mà trương dương nói không có ư tiết vĩ đồng gật đầu nói không có thực sự không có trương đại quan nhân cảm thán nói nam nhân không lưu manh thì chắc chắn không bình thường chẳng lẽ mọi người đều cảm thấy anh không bình thường xem ra trên con đường lưu manh này anh vẫn còn có không gian để đề thăng rất lớn. Thằng ôn này hét mặt lên. Tiết phí Đồng nói, tam ca, mặt anh đúng là dày vô địch. Đánh giá của Chu Hưng Quốc đối với thằng ôn này cũng là không biết xấu hổ vô địch, có điều hắn cũng không có biếm nghĩ, ở thương trường, ở quan trường, ở tình trường, phàm là nơi phải cạnh tranh kịch liệt thì anh nếu sĩ diệt, vậy anh sẽ tất nhiên sẽ ở thế yếu, vô sỉ không phải là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ cũng phân cảnh giới, Trương Dương trên loại cảnh giới này đã có chút thành tựu, bữa ăn đồ nướng hôm nay trương đại quan nhân ăn rất ngon thỉnh thoảng lại nói ra mấy câu vô sỉ trương đại quan nhân biết thật ra nữ nhân và nam nhân tại có rất nhiều chỗ giống nhau nữ nhân cũng thích nghe nói đùa có điều bọn họ ngoài mặt thì ngược nhưng trong lòng thì cười thầm khi ăn cơm không biết từ đâu chạy tới một con mèo hoang tiết vĩ đồng lo nó trộm đồ ăn cầm một hòn đá đuổi nó đi con mèo hoang đó nhảy lên ngọn cây trương đại quan nhân bởi vậy mà có linh cảm mỉm cười nói, tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện xưa. Động vật khi ở cùng nhau mở một cuộc thi đua tri thức, người chủ trì hỏi, mèo có biết leo cây không? Từ kiến cơ nói, anh thế này không phải là nói thừa ư? Mèo đương nhiên biết leo cây rồi. Trương Dương nói, anh đừng ngắt lời. Người chủ trì hỏi xong, Diều Hâu liền đáp biết. Người chủ trì nói, nếu ví dụ đi, Diều Hâu Dương Dương nói, năm ấy tôi đang ngủ say, mèo liền trèo lên cây. Thế là vì sao liền xuất hiện con cú mèo? Từ Mạc không nhịn được liền bật cười, Hồng Nguyệt ban đầu còn muốn nhịn, nhưng thực sự là không nhịn nổi, cũng cười theo. Trương Dương lúc này quay sang Từ Kiến Cơ nói: "Anh biết leo cây không?" Từ Kiến Cơ cười mắng: "Thằng nhóc cậu đúng là mồm miệng bẩn thỉu, diều hâu đẻ trứng, mèo thì đẻ con, cho dù là mèo biết leo cây thì cũng không thể nào sinh ra được mèo đầu ưng." Chương 1504: Ra mặt vô địch 2. Trương Dương nói: "Khoa học gia không nhìn ra anh đúng là nghiêng cẩn, nghe nói trên núi có sói cái, nhị ca anh nếu gặp thì không khéo sang năm ở đây có thêm mấy tiểu lang nhân đấy. Cả đám người bật cười, Chu Hưng Quốc nói, Trương Dương, thằng nhóc cậu không cố kỵ chút đi, ở đây có nữ sĩ mà. Trương Dương nói, ba vị nữ sĩ, các cô cũng phải chú ý chút, đặc biệt là gặp nam nhân biết leo cây. Chu Hưng Quốc nói, cậu không biết leo cây ư. Từ kiến cơ chỉ vào nhánh cây xa xa, nói, chỗ đó có một con ưng, Trương Dương, cậu mau trèo lên đi. Câu này của hắn lại dẫn tới một trận cười. Tiết Vĩ Đồng thở dài nói, tôi coi như là nhìn ra rồi, ba người các anh không phải là người tốt, ngay cả chim cái cũng không bỏ qua. Tiết Vĩ Đồng không phải nghe không hiểu những cố sự này, cô ta chỉ là có chút không hiểu, Trương Dương vì sao muốn kể những chuyện cười người lớn này. Trên đường về liền hỏi Trương Dương, Tam Ca, từ mặt người ta là giảng viên đại học, anh ở trước mặt người ta kể những chuyện cười bị ổi như vậy, không hay đâu. Trương Dương nói, sao mà không hay, em không nhìn ra cô ta nghe rất vui ư. Tiết Vĩ Đồng nghĩ nghĩ, từ mạc vừa rồi quả thực cười rất vui vẻ. Trương Dương nói, mọi người đều câu nệ thì cuộc vui sẽ biến thành giả dối, vào những lúc như vậy cần phải có một người đứng ra hy sinh mình, điều tiết bầu không khí, con người anh nhân cách trước giờ không cao, anh nói chút chuyện thô bỉ là muốn giúp bọn họ nhanh chóng tới gần nhau hơn. Tiết Vĩ Đồng nói, anh xấu lắm, cứ dậy người ta lung tung. Trương Dương mỉm cười nói, đều đã trưởng thành rồi, người trưởng thành có ai mà không nghĩ tới những chuyện này. Tiết Vĩ Đồng nghe thấy câu này, mặt bỗng nhiên nóng lên, cô ta vội vàng quay đầu đi. Lại nghe thấy Trương Đại Quan Nhân đắc ý hát, trăm ngàn dặm anh đi tìm em, nhưng em lại cứ không để ý tới anh. Trương Dương lái xe rời khỏi Kinh Thành, khi đi qua Bình Tân thì nhận được điện thoại của Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện đã trở lại Kinh Thành, trở lại Kinh Thành, Trương Đại Quan Nhân lập tức có cảm giác âm xoa dương thác, mình chân trước vừa đi kiều mộng viện chân sau lại về thằng ôn này thậm chí có một loại xung động muốn quay về trở lại kinh thành kiều mộng viện nói anh đi rồi à trương dương nói vừa tới bình tân cô nếu không muốn tôi đi thì tôi hiện tại có thể quay lại kiều mộng viện cười công tác quan trọng hơn tôi cuối tuần sẽ tới giang thành có thể sẽ dành thời gian qua tân hải trương dương nói đừng nói với tôi là có thể cô nhất định phải tới lâu như vậy rồi không gặp nhau Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô." Kiều Mộng Viện nói, "Nói đi, trong điện thoại cũng có thể nói được mà." Trương Dương nói, "Nói điện thoại không thể nào bằng được nói trực tiếp." Kiều Mộng Viện không nhịn được liền bật cười, không ngờ anh còn có nhiều điều kiện như vậy, không nói chuyện nữa, anh chuyên tâm lái xe đi. Tuy rằng không gặp được Kiều Mộng Viện, nhưng từ trong giọng nói vui vẻ của cô ta đã có thể nghe ra, tâm tình của cô ta đã có chuyển biến tốt, Trương Dương đối với điều này cũng có chút vui mừng. Hắn cười nói, cô hứa với tôi là nhất định phải tới nhé. Tôi chuyên tâm lái xe đây, nếu không tôi hiện tại đã quay lại kinh thành tìm cô rồi. Kiều Mộng Viện nói, anh sao đột nhiên trở nên phiền hà thế? Được rồi, tôi đáp ứng anh. Trương đại quan nhân lúc này mới cười ha ha gác máy, khi nữ nhân nói anh phiền, cũng không có nghĩa là chán ghét anh thật, thường thường đều là nói ngược, ví dụ như nữ nhân nói anh xấu, nói anh đáng ghét, từ ngữ này cũng đại biểu cho ý nghĩa bất đồng. Trương đại quan nhân sau khi trở lại Tân Hải lập tức bắt tay vào làm công tác di rời khu khai phá, trả lại đất cho không phải là một chuyện quá phức tạp, nhưng khi đàm phán với hai xí nghiệp ở khu khai phá thì lại gặp một số phiền toái. Quy mô của hai xí nghiệp này cũng cũng không lớn, từ sau khi vào khu khai phá, hiệu quả và lợi ích cũng thủy chung không tốt, trong đó phiền toái nhất là nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha, nói là xí nghiệp hùn vốn Trung Pháp, nhưng trên thực tế phía phép cũng là người Hoa, tên là Lý Thị Minh, Tên tiếng Pháp là Lido, hắn trước sau tổng cầu đầu tư hơn 500 vạn vào xí nghiệp này, có điều xí nghiệp sản xuất kinh doanh không tốt, từ khi xây xong đến giờ vẫn ở trong tình trạng thua lỗ, nếu không có chuyện di rời này. Lido cũng đã sớm chuẩn bị rút vốn, nhưng nghe nói Tân Hải muốn di rời nhà xưởng của khiến bọn họ, thằng ôn này lập tức tinh thần tỉnh táo, chẳng những không chuẩn bị đi, hơn nữa còn như sư tử há miệng, đòi 8.000 vạn, yêu cầu phía Tân Hải bồi thường 8.000 vạn xong hắn mới bằng lòng đi. Lý do là di rời sẽ tạo thành tổn thất kinh tế lớn đối với xí nghiệp của hắn. Huyền Lý đã phái ra nhiều nhân viên tới nói chuyện với hắn, nhưng thằng ôn này là hòn đá trong nhà xí vừa cứng lại vừa thối. Nói gì cũng không nghe, chỉ một mực nói không, đến cua cuối cùng, huyện trưởng hứa xong kỳ vỗ bản định án, đề xuất bồi thường hắn 500 vạn, nhưng Lít Đồ nói rằng thấp hơn 8.000 vạn thì miễn bàn. Thái độ của Lít Đồ hiển nhiên ảnh hưởng đến xí nghiệp còn lại, xí nghiệp đó cũng yêu cầu huyền lý bồi thường 500 ngàn. Trương Dương trở lại Tân Hải, cuộc hỏi thường ủy đầu tiên cũng tiến hành quanh chuyện này. Huyện trưởng hứa xong kỳ kể lại chuyện này một lượt, y thở dài nói: Tóm lại chuyện này rất phiền toái. Hiện tại tình tự đối kháng của xí nghiệp khu khai phá rất nghiêm trọng. Bọn họ cho rằng lúc trước là chúng ta nói ngon nói ngọt chiêu thương họ tới đây, nhưng hiện tại đã đầu tư rồi chúng ta lại muốn đuổi họ đi, trên đạo lý cũng khó ăn khó nói. Trương Dương nói: Ai muốn đuổi họ? Tôi là yêu cầu họ chọn chỗ khác trước khi phương tiện đồng bộ của khu khai phá hoàn thành, sẽ không cho bọn họ vào trước, trên cơ bản là vô phùng đối tiếp, đối với sản xuất kinh doanh của bọn họ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cái này cũng đã qua cân nhắc quy hoạch chỉnh thể, các anh đã giải thích rõ chuyện này chưa? Phó huyện trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ nói, Bí Thư Trương, tôi nói cả rồi, nhưng người ta cũng chỉ nói hai chữ không. Trừ phi chúng ta dùng tiền mặt bồi thường. Trương Dương nói, không phải nói cho bọn họ yêu đãi trên chính sách ư. Đồng Ngọc Vũ nói, hai xí nghiệp này tình huống kinh doanh đều rất kém, nói thật, không không có chuyện di rời, không bao lâu nữa chính bọn họ cũng phải rút vốn bỏ chạy, nhưng hiện tại có chuyện này, bọn họ liền nắm lấy cơ hội, chẳng những muốn lấy lại tổn thất trước đây, còn nhân cơ hội kiếm một mớ, ví dụ như An bọn họ mở miệng ra đòi 8.000 vạn, hơn nữa quyết không nhượng bộ. Trường đại quan nhân trợn trừng mở trừng hai mắt, như hung thần ác sát nói, 8.000 vạn, trong ngân hàng có, bảo họ đi cướp đi tất cả thường ủy đều không nói gì, Trương Dương nhìn thấy hiện trường lâm vào trầm mặc, không nhịn được nói các anh lên tiếng đi chứ, nói là hợp mưu hợp sức, giúp nghĩ chủ ý đi. Hứa song kỳ nói, tôi không nghĩ ra chủ ý gì, nhà máy vaccine sinh vật Alpha là liên doanh trang pháp, nếu chuyện này xử lý không tốt sẽ sinh ra ảnh hưởng quốc tế, tôi cuối cùng cũng không thể phái người tới cưỡng chế hắn gì rời được. Đồng Ngọc Vũ nói, thật ra Lý Thị Minh này cũng là người Trung Quốc, có điều hắn hiện tại có quốc tịch Pháp, cho nên chuyện này mới thành khó khăn. Trương Dương nói, quốc tịch Pháp thì sao? Còn tưởng như lúc liên quân tám nước à, tôi không tin lại ta như vậy, hắn nếu không bàn thì bảo hắn cút khỏi đó đi. Mọi người lại im lặng, những lời này cũng chỉ có vị bí thư huyện ủy này mới dám nói. Trương Dương chuyển đề tài, tôi lần này tới Kinh Thành học tập, thuận tiện lo chuyện chúng ta bỏ huyện lập thành phố, sắp tới quốc vụ viện sẽ phái chuyên viên tới khảo sát, để ứng đối với khảo sát của thượng cấp, cũng là để chỉnh đốn diện mạo thành thị Tân Hải, tôi quyết định tiến hành chỉnh đốn toàn diện bộ mặt thành phố trong một tháng. Hứa song kỳ nói, Bí Thư Trương, chúng ta không phải vừa mới chỉnh đốn rồi ư, sao lại chỉnh đốn nữa? Trương Dương nói, chỉ cần tôi ở Tân Hải, nhìn thấy chỗ nào bất hợp lý thì sẽ chỉnh đốn, chỉnh đốn đến khi hợp lý mới thôi. Hứa song kỳ nói, nhưng chỉ có bề ngoài thì không giải quyết được vấn đề chân chính của Tân Hải. Y đã không thể nhịn được nữa rồi, trước mặt nhiều thường ủy như vậy công nhiên đối nghịch với Trương Dương. Nói, huyện trưởng hứa, vậy anh nói cho tôi biết vấn đề chân chính của Tân Hải là gì? Hứa xong kỳ bị hắn hỏi cho nghẹn lời, giật giật không nói gì. Trương Dương nói, muốn thay đổi diện mạo của một thành thị lạc hậu, không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành, băng dày ba thước, Tân Hải hiện tại có bộ dạng gì, thì là vấn đề trường kỳ tích lũy lại, tôi không muốn truy cứu trách nhiệm của ai, tôi chỉ muốn làm từ bây giờ, làm từ chúng ta, để Tân Hải ở trên tay chúng ta một lần nữa tỏa ra sánh sáng thuộc về nó. Trương Đại Quan Nhân nói xong, những lời mà hắn tự cho rằng là hùng hồn không ngờ không có ai ủng hộ, ánh mắt của Trương Dương không khỏi dừng trên người Đồng Ngọc Vũ. Đồng Ngọc Vũ minh bạch đây là lúc phải vỗ tay, mình phải dẫn đầu, thằng ôn này vội vàng vỗ tay, Đồng Ngọc Vũ vừa vỗ tay, những người khác cũng vỗ tay theo, huyện trưởng hứa xong kỳ tuy rằng vỗ vài cái, nhưng thằng cha này không xấu lực, hai tay căn bản trả chạm vào nhau chương 1505, công phu sư tử ngoạc một. Trương Dương định trước tiên đặt chuyện khu khai phá sang một bên, dù sao khu khai phá hiện tại cũng chỉ có hai xí nghiệp, tỷ lệ chiếm cũng không phải quá lớn, trước tiên trả lại đất ruộng bị bỏ hoang cho người dân đã, đồng thời ở phía Đông Bắc và Đông Nam Cảng Phước Long vạch ra một khu đất làm khu khai phá, một khi như vậy thì sẽ bao gồm cả Cảng Phước Long, so với khu khai phá vốn có thì quy mô lớn hơn gấp đôi, Quy hoạch này của Trương Dương vẫn là được hoàn thành dưới sự trợ giúp và đề nghị của Thường Lăng Phong, một khi quy hoạch có thể thực hiện, khu khai phá Tân Hải so với khu khai phá kinh tế Bắc Cảng còn lớn hơn. Có điều quy hoạch dù sao cũng là quy hoạch, thực thi cụ thể còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tình huống trên cuộc họp thường ủy Trương Dương cũng đã nhìn thấy, tuy rằng mình ở trong huyện ủy đã tạo được quyền uy tuyệt đối, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả thường ủy đều tâm phục khẩu phục mình huyện trưởng hứa xong kỳ rõ ràng đã đứng ở phía đối nghịch với mình, một đoàn đội như vậy thì nói gì tới lực ngưng tụ, cho nên hắn phải yếu thành lập được một ban lãnh đạo lấy mình là trung tâm, chỉ có như vậy mới có thể làm được trên dưới một lòng. Đối tượng đầu tiên mà Trương Dương muốn đoàn kết chính là phó huyện trưởng thường vụ Đồng Ngọc Vũ, dù sao cũng có tầng quan hệ đó của Lý Trường Vũ. Sau cuộc họp thường ủy, Trương Dương gọi Đồng Ngọc Vũ vào văn phòng mình, hắn trước tiên ném cho Đồng Ngọc Vũ một bao gấu mèo nhỏ, Đồng Ngọc Vũ ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh, trước giờ đều là hạ cấp tặng lễ cho thượng cấp, ai đã thấy ngược lại bao giờ đâu, hắn vội vàng đặt lại bao thuốc lên bàn Trương Dương, bí thư Trương, ngài quá khách khí rồi. Trương Dương cười nói, khi tôi đến Kinh Thành có bạn tăng, tôi lại không hút thuốc lá, anh cứ cầm mà hút, đừng khách khí với tôi, tôi cho anh thuốc cũng không tính là đút lót nhận hối lộ dâu. Hắn lại đẩy bao thuốc đi, Đồng Ngọc Vũ không thể cự tuyệt nữa, cự tuyệt nữa thì lại thành mình kiêu hắn cảm ơn rồi tươi cười ngồi xuống ghế. Trương Dương uống ngụm trà, nhìn thì như nói rất thở ơ, lão đồng à, trong khoảng thời gian tôi tới Kinh Thành có phát sinh chuyện gì không? Đồng Ngọc Vũ nói, không có chuyện gì cả, chỉ là việc di rời xí nghiệp của khu khai phá gặp chút phiền toái. Trương Dương nói, nếu gặp phiền toái thì trước tiên cứ để đó đã, dẫu sao thì cũng không phải là lập tức di rời mà. Đồng Ngọc Vũ nói, thật ra tình trạng kinh doanh của hai xí nghiệp đó cũng không tốt lắm, nếu không có chuyện di rời thì bọn họ chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu nữa cũng sẽ tự động triệt vốn. Nhưng hiện tại, vừa nghe nói chính phủ chúng ta muốn di rời khu khai phá, bọn họ liền động ý xấu. Trương Dương cười nói, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý mà, cũng không chịu nghĩ xem, đất là của quốc gia, bọn họ chiếm đất của chúng ta còn muốn tìm chúng ta đòi tiền ư. Đồng Ngọc Vũ nói, tuy là nói vậy, nhưng lít đồ đó là người Pháp. Trương Dương nói, người Pháp thì sao? cổ kim nội ngoại, anh đã thấy tá điều khi dễ địa chủ bao giờ chưa? Đồng Ngọc Vũ cười cười không nói gì. Trương Dương Đại Khái không muốn tiếp tục đề tài này, uống ngụm trà rồi nói khẽ, huyền lý gần đây không có chuyện gì thật ư. Đồng Ngọc Vũ hiểu rồi, vị bí thư trương này là muốn bồi dưỡng mình vào nội tuyến đây mà, điều mà hắn muốn hỏi không phải là khu khai phá, mà là bên trong ban lãnh đạo huyệt. Đồng Ngọc Vũ biết có một số lời vẫn không nên nói, tuy rằng Trương Dương có chút bối cảnh, nhưng quan hệ rắc rối khó gỡ của tân hải bắc cảng cho dù là hắn cũng không nắm rõ bản thân mình chỉ là một phó huyện trưởng thường vụ nói ít vẫn là tốt nhất nghĩ tới đây hắn cười nói không có gì trương dương nói không có gì ư ừ không có gì ánh mắt trương đại quan nhân chiếu lên bao thuốc trong lòng mắng thầm con mẹ mày đồng ngọc vũ đồ của tao thì mày nhận mà không chịu nói chút chuyện thật lòng với tao à Đồng Ngọc Vũ từ trong ánh mắt của Trương Dương lập tức ngộ được suy nghĩa của thằng ôn này, nghĩ thầm, mày tưởng tao muốn nhận đồ của mày lắm à, đây không phải là thuốc, đây căn bản là củ khoai lang nóng, ta ném chẳng dám ném, để trong tay thì sợ bỏng, con mẹ nó mâu thuẫn lắm. Vào lúc Đồng Ngọc Vũ đang vô cùng lo lắng mâu thuẫn thì tiếng gõ cửa của Thường Hải Tâm đã vây giúp hắn, hắn nhân cơ hội đứng dậy, cười nói tiểu thường tới rồi, bí thư trương, hai người nói chuyện đi, tôi quên mất là hôm nay còn phải xuống nông thôn thị sát nông nghiệp, Trương Dương xua tay, Đồng Ngọc Vũ đi rồi Trương Dương mới phát hiện, bao gấu mèo kia vẫn nằm trên ghế. Thường Hải Tâm cũng nhìn thấy thuốc, nhặt lên đặt trên bàn làm việc của Trương Dương, sao? Hắn tặng anh à, không biết anh không hút thuốc lá ư? Trương Dương đang định lên tiếng thì Đồng Ngọc Vũ lại từ bên ngoài quay lại, hắn cười nói quên không cầm thuốc. Thường Hải Tâm đưa thuốc cho Đồng Ngọc Vũ, Đồng Ngọc Vũ đi rồi mà quay lại là có nguyên nhân, hắn ban đầu không cầm bao thuốc đó bởi vì hắn bởi vì hắn cho rằng mình không cung cấp được tình báo có giá trị. Bao thuốc này vào tay thì có chút không hay, nhưng sau khi đi rồi, lập tức ngộ ra một đạo lý, nếu mình không cầm bao thuốc này, há chẳng phải là chứng tỏ với Trương Dương rằng mình không muốn đứng cùng một trận tuyến với hắn ư, cho nên Đồng Ngọc Vũ vội vàng quay lại cầm thuốc, đây là tỏ rõ thái độ của mình. Thường Hải Tâm nhìn Đồng Ngọc Vũ vội vàng đến rồi vội vàng đi, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhưng Trương Dương làm việc trước giờ đều là như vậy, cô ta cũng không tiện hỏi rõ trương dương vỗ vỗ đùi mình ý bảo thường hải tâm ngồi xuống đó thường hải tâm trợn mắt lườm hắn nơi này là văn phòng hắn còn tưởng rằng là nhà mình chắc cô ta ngồi xuống sofa mà đồng ngọc vũ vừa rồi đã ngồi nói khẽ ở kinh thành thế nào trương dương nói vẫn ổn uống mấy trận đánh mấy trận những cái khác thì quên mất rồi thường hải tâm không nhịn được liền bật cười trương dương nhìn thấy cô ta tươi như hoa không nhịn được có chút động lòng ngoắc ngón tay với cô ta, ngồi gần lại một chút, để anh ngắm em cho kỹ. Thường Hải Tâm nói, không, em tới là để bàn chính sự với anh. Trương Dương gật đầu nói, nói đi. Thường Hải Tâm nói, anh em tới Giang Thành rồi, công trình bên kia xảy ra chút chuyện, anh ấy nói giáo thụ trình cuối tuần sẽ tới, bảo chúng ta làm tốt công tác tiếp đãi. Trương Dương nói, chuyện này em đi người phụ trách, phương diện tiếp đãi nhất định phải là tiêu chuẩn cao nhất, cần phải lưu lại một ấn tượng tốt cho giáo thụ trình. Thường Hải Tâm nói, anh tới Kinh Thành một chuyến, chuyện bỏ huyện lập thành phố đã giải quyết được chưa? Trương Dương cười nói, gần được rồi, không lâu nhưng em sẽ là bí thư đoàn thị ủy, thằng ôn này chép miệng nói, anh đúng là có lộ ăn, thử bí thư đoàn huyện ủy rồi, giờ được thử bí thư đoàn thị ủy thì không biết có mùi vị gì nhỉ. Thường Hải Tâm đỏ mặt nói, khi anh quen chị Thanh, chị ấy cũng không phải là bí thư đoàn thị ủy ư. Trương Đại Quan Nhân hơi ngẩn ra, Thường Hải Tâm nói không sai, có điều khi mình và Tần Thanh làm chuyện đó, cô ta đã bí thư huyện ủy rồi, thằng ôn này vui thầm trong lòng, nhưng loại chuyện này không thích hợp giải thích. Thường Hải Tâm nhìn thấy vẻ mặt cười dâm đáng của hắn, không nhịn được sẵn giọng mắng, vẻ mặt sắc lang. Trong văn phòng liếc mắt đưa tình cũng có tình thú, Trương đại quan nhân tâm tư máy động, vào mùa xuân con người ta đặc biệt dễ xung động, phòng bên cạnh là phòng nghỉ, ở đó có một cái giường lớn rất thoải mái. Trương Dương nói, Hải Tâm, hay là để anh dẫn em đi thăm phòng nghỉ của anh nhé. Thường Hải Tâm lắc đầu nói, không đi, cô ta đương nhiên biết thằng ôn này có chủ ý gì. Khi Trương Dương đang định lên tiếng đang định lên tiếng thì điện thoại của hắn đổ chuông, Trương Dương điện thoại, là Phó Trường Trinh gọi tới, thì ra lão tổng nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha Lít đồ đến, hắn muốn gặp Trương Dương, trực tiếp nói chuyện việc di rời xí nghiệp, trương dương nghĩ thầm bố đây còn chưa tìm mày mà mày đã tìm tao trước à hắn nghĩ một chút rồi nói với phó trường trinh cậu đợi nửa tiếng nữa thì cho hắn vào thường hải tâm nghe nói trương dương có việc đứng lên nói em đi trước trương dương nói đừng đi vội mà hắn đứng dậy thường hải tâm nói em còn có việc trương dương tiến tới gần cô ta một tay ôm eo tay kia thì nhẹ nhòng bóp phú cô ta một cái thường hải tâm mặt dướn tới hôn như chuồn chuồn đạp nước lên môi trương dương Ôn nhu nói, ngoan, tập trung làm việc đi, sau khi tan làm, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Nói xong cô ta dãy ra khỏi lòng Trương Dương, bước nhanh ra khỏi văn phòng của hắn. Trương đại quan nhân sờ sờ môi, khóe môi vẫn dư hương, con người ta sống tới loại cảnh giới của cho thì đúng là không còn cầu gì hơn. Sau khi chờ nửa giờ, lít đồ người Pháp gốc hoa cuối cùng cũng dưới sự dẫn dắt của Phó Trường Trinh đi vào văn phòng của bí thư huyện ủy Trương Dương, bí thư Trương đang vùi đầu nghiên cứu văn kiện, tựa hồ căn bản không để ý là hắn tới. Phó Trường Trinh không quấy giày Trương Dương, hắn đi theo bên cạnh Trương Dương công tác đã rất nhiều năm rồi, biết Trương Dương không thể không nhận thấy được là bọn họ vào. Trương Dương làm như vậy chính là cố ý, Phó Trường Trinh chỉ chỉ vào sofa, ý bảo lít đồ ngồi xuống trước, sau đó thì lui ra ngoài. Trường 1506, Công Phu Sư Tử Ngoạp 2 Lít đồ quan sát vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này, ngồi trong phòng khoảng 5 phút đồng hồ, Trương Dương vẫn không có ý quan tâm tới hắn, lít đồ cuối cùng không nhịn được ho khan một tiếng. Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, anh là. Lít đồ đứng lên, lấy danh thiếp của mình ra, hai tay đưa cho Trương Dương, bí thư Trương, đây là danh thiếp của tôi. Trương Dương liếc nhìn danh thiếp một cái rồi ném lên trên bàn, anh chính là quản đốc nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha. Lít đồ gật đầu nói, là tôi. Trương Dương nói, Lít Đồ, tôi thấy anh là người Trung Quốc mà. Sao lại có tên ngoại quốc? Lít Đồ nói, tôi là Hoa Kiều, quốc tịch Pháp, từng có tên tiếng Trung là Lý Thị Minh. Thất Minh, mù, sao lại đặt tên tên như vậy, hiếm có đấy. Lít Đồ nói, thị của thị trưởng, Minh của Minh Bạch, không phải Thất Minh. Trương Dương cười nói, tôi cũng chưa từng thấy ai đặt tên là mù bao giờ, thế chẳng phải là rủ anh mù mắt ư. Lít Đồ nghe ra vị bí thư này có ẩn ý, nhưng hắn lại không thể xác định, cười nói, bí thư Trương nói đùa rồi. Trương Dương nói, con người tôi rất ít khi nói đùa, đúng rồi, Lý Tiên Sinh hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì? Lít đồ nói, tôi nghe nói huyền Lý muốn đem di rời chỉnh thể khu khai phá, xí nghiệp của chúng tôi cũng ở trong phạm vi di rời. Trương Dương gật đầu nói, không sai, có chuyện này. Lít đồ nói, lúc trước khi khu khai phá Tân Hải vừa thành lập, hứa hẹn chính sách ưu đãi, điều kiện ưu đãi cho chúng tôi, còn cam đoan trong 10 năm chính sách sẽ không có thay đổi lớn, nhưng hiện tại mới 3 năm mà huyền lý đã thay đổi chính sách, yêu cầu chúng tôi phải di rời, cái này đã làm tổn thương tới tính tích cực của chúng ta trên trình độ lớn. Trương Dương mỉm cười nói, huyền lý sẽ tiếp tục cho các anh chính sách yêu đãi, cũng sẽ có bồi thường nhất định cho tổn thất mà các anh phải gánh chịu. Lít Đồ nói, thành lập một xí nghiệp, từ khảo sát đến đầu tư cần trải qua một quá trình khá dài, đến bây giờ chúng tôi đã đầu nhập trước sau mấy ngàn vạn nhân dân tệ, nếu di rời, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến sự đầu tư đã hoàn thành của chúng tôi, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến sản xuất sau này. Trương Dương nói, tôi không rõ ý của anh, anh là không muốn di rời ư. Lít Đồ nói, là nhà đầu tư của Tân Hải, tôi cũng là một phần tử của Tân Hải, tôi đương nhiên ủng hộ công tác của huyền lý, nhưng huyền lý không thể để chúng tôi phải chịu tổn thất quá lớn được, cho nên, Trương Dương làm sao có thể không nghe ra thằng ôn này là biến pháp đòi tiền, hắn có chút không kiên nhẫn nói, anh nói rõ ra chút đi, rốt cuộc là mà bàn điều kiện gì. Nói, tôi yêu cầu huyền lý cho tôi sự bồi thường hợp lý. Bao nhiêu, Trương Đại Quan Nhân ghét nhất là loại vòng vo, không phải là muốn đòi tiền ư. Nói mẹ ra đi cho nhanh. Lít đồ nói, tôi đã đánh giá xí nghiệp của chúng tôi, cũng cân nhắc đến tình huống thực tế của huyền lý, 8.000 vạn. Trương Dương bật cười. Lít đồ nhìn hắn cười mà ngây ra. Trương Dương nói, 8.000 vạn, xí nghiệp của anh tổng cộng đầu tư bao nhiêu, giá trị sản lượng của các anh hàng năm là bao nhiêu. Lít đồ nói, bí thư Trương, tôi không hề đòi nhiều, xí nghiệp của chúng tôi đang không ngừng phát triển, di rời tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi ích của chúng tôi, hơn nữa tiền đang không ngừng bị giảm giá trị, tiền 3 năm trước đây và hiện tại không giống nhau. Trương Dương nói, tôi hiện tại nói rõ với anh nhé, chính sách ưu đãi thì tôi có thể cho anh, nhưng bồi thường thì không đâu. 8.000 vạn, anh biết thu nhập tài chính một năm của Tân Hải là bao nhiêu không? Tôi nói này, anh cũng là một người Trung Quốc, đừng thấy mình có được cái quốc tịch Pháp thì học theo cái lý luận cường đạo của bọn quỷ Pháp đấy nhé. Lít đồ bị nói cho mặt hết trắng lại đỏ, hắn lớn tiếng nói, bí thư trương, xí nghiệp của chúng tôi là xí nghiệp hùn vốn trung ngoại, nếu các anh cố ý làm tổn hại lợi ích của chúng tôi, Tôi sẽ thông qua đại sứ quán đề xuất kháng tụng với bộ ngoại giao." Nếu Lít Đồ nói chuyện tử tế với Trương Dương, Trương đại quan nhân có lẽ còn có thể nể mặt hắn một chút, nhưng thằng ôn này không ngờ lại lôi đại sứ quán ra, còn uy hiếp sẽ tới bộ ngoại giao kháng tụng, Trương đại quan nhân vừa nghe vậy liền phát hỏa, nhìn thế nào thì thằng Lít Đồ này cũng là người Trung Quốc tóc đen mắt đen da vàng, miệng thì đầy khẩu âm Bắc Cảng, thay đổi quốc tịch rồi thật đúng là quên mẹ cả tổ tông của mình. Trương Dương nói, anh thích đi tìm anh kiện thì cứ tới đó mà kiện, tôi nói cho anh biết, đất là của quốc gia, anh cụ thể đầu tư bao nhiêu, khoản tiền này tôi đã tra rõ rồi, yêu cầu hợp lý thì chúng tôi sẽ cân nhắc, nhưng nếu muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì đừng có mơ. Lít đồ vỗ mạnh lên tay vịn ghế, sau đó đứng dậy, chỉ vào mũi Trương Dương nói, đừng tưởng rằng anh là bí thư huyện ủy thì có thể lấy thúng úp voi, không phải cán bộ cấp ban huyện thôi ư. Chỉ cần tôi tố lên, anh đợi mất trước đi trương đại quan nhân hiện tại xem như đã kiến thức được phong thái của quỷ tử đời thứ hai rồi hắn nhìn ngón tay mà lít đồ đang chỉ vào mình nheo mắt lại sát khí lành lạnh từ trong mắt bắn ra lít đồ thấy vậy trong lòng không khỏi run lên trên người thằng ôn này sát khí cũng quá nặng rồi trương dương nói hiện tại thì biến ngay cho tao anh mắng người trương dương nói tao còn đánh mày đấy giờ cút mau đừng có tưởng kiếm được cái hộ chiếu pháp thì thực sự coi mình là người nước ngoài tao nhổ vào mỗi một tấc đất dưới chân mày đều là của Trung Quốc, ta cho mày ở đây mơ xí nghiệp, đó là cho mày cơm ăn, nể mặt mà không cần phải không? Không coi mình là người Trung Quốc đúng không? Tao không cần thiết phải nói với mày nữa, đi đi, mau cút khỏi đây, đừng có ở lại làm chướng mắt tao. Lít đô tức giận nói, anh có tố chất gì vậy hả? Một bí thư huyện ủy không ngờ lại mắng người. Trương đại quan nhân đứng dậy, hùng hổ bước về phía Lít đô. Lít đồ sợ đến nỗi liên tục lui về phía sau, một mực lùi đến tận cửa mà trương đại quan nhân vẫn chưa định thôi, tiếp tục tiến tới, cho tới khi lít đồ bị bước tới tận cầu thang. Lít đồ hét lớn, tôi phải kiện anh, tôi sẽ tới thị lý kiện anh. Trương Dương cười nói, mày không phải là muốn tới bộ ngoại giao kháng nghị ư. Mau đi đi, nếu không đi thì mày là hạng không có chim. Phó Trường Trinh gọi hai bảo vệ tới, áp giải lít đồ vào thang máy, trực tiếp đuổi ra khỏi huyện có điều lít đồ làm ầm lên như vậy, rất nhiều người đều chạy ra xem náo nhiệt. Trương Dương lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh, đám người ra xem náo nhiệt vội vàng về phòng. Trương Dương trở lại văn phòng, Phó Trường Trinh cũng vào theo hắn, ái náy nói ái náy nói, bí thư Trương, sớm biết rằng lít đồ đó vô lại như vậy, tôi đã không để cho hắn vào rồi. Trương Dương cười nói, hắn thì tính là gì chứ, chỉ là con khỉ nhảy nhót mà thôi, vốn tôi còn định gác chuyện này sang bên cạnh một đoạn thời gian, chờ phương tiện cơ sở bên kia xây dựng xong mới bảo họ di rời, một khi đã vậy. Trương Dương cầm điện thoại trên bàn lên, từ trong sổ ghi số điện thoại tìm được một dãy số rồi bấm, người hắn tìm là Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường huyện Bành Trường Thuận. Sau khi điện thoại được nối, Bí Thư Trương lập tức truyền đạt chỉ thị, đồng chí Trường Thuận, từ giờ trở đi, điều động cho tôi một tiểu tổ đặc biệt tới nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha, tiến hành giám sát phương vị đối với sinh thái chung quanh và hoàn cảnh sản xuất của bọn họ, nhất định phải tiêu chuẩn nghiêm khắc, thấy cỗ nào không đúng thì phạt thật nặng. Phó trường trinh trong lòng cười thầm, lít đồ này đúng là mù mắt rồi. Chiêu thức bí thư trương lần này thì xong rồi. Sau khi bí thư trương ra lệnh cho cục bảo vệ môi trường, liền gọi cho tổng công đoàn huyện bảo bọn họ phái người đi điều tra tình huống đãi ngộ và bảo hiểm của công nhân nhà máy chế phẩm sinh vật biển Pha, chỉ cần có chỗ nào trái với luật lao động thì lập tức xử lý nghiêm khắc. Sau khi gọi liền mấy cú. Trương đại quan nhân trong lòng thoải mái hơn một chút, hắn thở dài nói, tôi phát hiện rồi rồi, thằng ôn giả quỷ nước ngoài này đúng là đáng giận, không cho hắn chút giáo huấn thì hắn ngay cả tổ tông của mình là ai cũng không biết. Phó Trường Trinh nói, bí thư trương, Lý Thị Minh này đích xác là có quốc tịch Pháp, nếu hắn thực sự cáo trạng lên đại sứ quán, chuyện sẽ kinh động tới bộ ngoại giao, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Trương Dương nói, tôi không cưỡng chế hắn gì rời, hắn là không biết tốt xấu, chủ động tìm tôi đòi tiền, tám ngàn vạn hắn cho rằng chúng ta là cơ cấu từ thiện à thu nhập tài chính một năm của Tân Hải chúng ta chỉ có bấy nhiêu Lý Thị Minh Lý mù mới đúng không dám đi bàn điều kiện với tôi Lít đồ ở chỗ trương dương đụng phải đinh mang đầy một bụng tức thằng ôn này cũng không phải là không có quan hệ chẳng ai vô duyên vô cớ lại tới Tân Hải đầu tư vào khu khai phá lúc trước hắn là nhắm vào tiền bí thư huyện ủy Tân Hải Tạm Thế Kiệt hắn và Tạm Thế Kiệt ít nhiều cũng có quan hệ họ hàng xa nhưng hiện tại tạm thế kiệt đã tới khoa ủy bắc cảng đảm nhiệm một chức quan nhàn tản bản thân cơ bản là không đi làm ở bệnh viện ở một đoạn thời gian hiện tại đã ra viện cả ngày ở trong nhà điều dưỡng nói chung là lấy cớ bị bệnh không đi làm chương 1507 công phu sư tử ngoạc ba lít đồ buổi chiều hôm ấy tới nhà tạm thế kiệt ở bắc cảng đã là tới đăng môn bái phỏng đương nhiên cũng không thể đi tay không hắn mang tới hai bộ đồ trang điểm cao cấp của pháp một bộ cho vợ của Tạm Thế Kiệt, một bộ cho con gái của y. Lít đồ nhìn thấy Tạm Thế Kiệt thì gọi một tiếng cậu họ, nếu như tính nghiêm chính thì cũng là cậu họ có bắn đại bác cũng không tới. Tạm Thế Kiệt nhìn thấy Lít đồ thì trong lòng đã đoán được mục đích hắn tới đây, tuy rằng Tạm Thế Kiệt đã rời khỏi Tân Hải, nhưng y không có lúc nào là không chú ý tới tình hình gần đây của Tân Hải, ở sâu trong lòng. Y rất không cam lòng rời khỏi cương vị công tác ở Tân Hải, Tạm Thế Kiệt nói Thị Minh, hôm nay sao lại rảnh tới đây thăm tôi vậy? Lít đồ cười nói, vừa hay đến Bắc Cảng làm việc, cho nên thuận tiện tới thăm cậu. Phong cách làm việc của hắn là vậy, có lời gì cũng không thích nói rõ, luôn vòng một vòng mới đi vào chính đề. Tạm thế kiệt không thích phương thức nói chuyện của hắn, nói khẽ, nhà máy của anh gần đây tình huống thế nào. Y nếu giã chủ động nhắc tới chuyện này, Lít đồ lập tức kêu khổ, cậu họ à, không nói thì thôi, cứ nói ra là cháu thấy mình thật sự ủy khuất. Tạm thế kiệt nói, ủy khuất gì? Lít đồ nói, lúc trước cháu đầu tư vào khu khai phá tân hải còn không phải là để hồi báo tổ quốc ư còn không phải là vì hồi báo gia hương ư nhưng hiện tại ném tiền vào nhưng xí nghiệp vừa mới có chút khởi sắc thì huyền lý bắt chúng cháu di rời tưởng là chuyện trẻ con à tổn thất của chúng cháu ai gánh đây tạm thế kiệt nói huyền lý không phải là dỡ nhà của các anh mà là muốn di chuyển cả khu khai phá lít đồ nói quy hoạch của huyền lý cháu không phải là không ủng hộ nhưng dù sao cũng phải bồi thường cho chúng cháu chứ tổn thất lớn như vậy không thể để cháu gánh vác một mình được. Tạm thế kiệt ra vẻ lực bất tòng tâm, hiện tại chuyện của Tân Hải tôi không quản được. Lít đồ nói, tên bí thư huyện ủy mới tới đó tố chất cũng quá kém, cháu tới trao đổi với hắn về chuyện di rời, hắn không ngờ bảo cháu cút đi. Từ Trung Quốc đến nước Pháp, cháu chưa bao giờ thấy một người có tố chất kém như vậy lại có thể làm lãnh đạo. Tạm thế kiệt nói, tôi không quen hắn. Lít đồ nói, cậu họ, cậu phân xử cho cháu đi, cháu hiện tại trước sau đều đầu tư vào mấy ngàn vạn, không thể nói di rời là di rời được. Tạm thế kiệt cũng không phải là kẻ ngốc, nghĩ thầm anh đầu tư mấy ngàn vạn mới là lạ đó, có điều lít đồ tuy rằng khoa trương một chút, nhưng tạm thế kiệt trong lòng vẫn nghiêng về phía hắn. Tạm thế kiệt nói, chỉ cần anh đề xuất yêu cầu hợp lý, huyền lý chắc sẽ cân nhắc. Lít đồ nói, cậu họ à, cậu không biết đó thôi, tên Trương Dương đó căn bản là không giảng đạo lý, hắn không giống cán bộ quốc gia, căn bản chính là một tên lưu manh. Tạm thế kiệt cười nói, anh đừng kích động như vậy, bất kỳ chuyện gì cũng đều có biện pháp giải quyết, anh là xí nghiệp hùn vốn, chính sách của thị lý đối với hùn vốn trước giờ đều rất ưu đãi, hay là... Anh có thể tới thị lý nói rõ tình huống một chút. Tạm thế kiệt đang nói bóng nói gió chỉ đường cho lít đồ phá quấy. Lít đồ cũng hiểu rõ, hiện tại tạm thế kiệt từ ra chủ ý cho hắn thì không thể giúp chiếu cố cụ thể được gì. Hắn thở dài nói, cậu họ, cháu không giấu cậu đâu, hắn nếu làm quá tuyệt tình, cháu sẽ kiện lên cấp trên và đại sứ quán, thông qua đại sứ nước Pháp đề xuất kháng nghị với Bộ Ngoại giao. Tạm Thế Kiệt nói, chuyện vẫn chưa ác liệt đến vậy. Thật ra trong lòng y chỉ ước sao lít đồ làm lớn chuyện lên. Di động lít đồ đổ chuông, hắn nhấc máy, là trợ lý gọi điện thoại tới, cục bảo vệ môi trường và người của tổng công đoàn tới nhà máy điều tra, chỉ chỗ không hợp cách đã tra ra hơn 30 chỗ, trước mắt đang ở trong văn phòng viết giấy phạt, cái này còn chưa tính là gì, buổi chiều cục thuế vụ và hội phụ nữ cũng đã tới kiểm tra. Cục thuế vụ tới tra trốn thuế lậu thuế thì còn có thể lý giải, hội phụ nữ tới đây làm gì? Sau khi hỏi mới biết, hội phụ nữ tới thăm dò tình huống đãi ngộ công tác của nữ công nhân. Lít Đô không cần nghĩ cũng biết đây là Trương Dương làm, hắn tức giận đến nỗi mặt tái nhợt, gác điện thoại, kể lại chuyện này cho Tảm Thế Kiệt. Tảm Thế Kiệt nói, Thị Minh à, chuyện này xem ra có chút nghiêm trọng rồi đấy, Huyền Lý có thể là muốn nắm thóp anh, tôi thấy anh hay là tới thị Lý nói rõ ràng đi. Lít đồ nói, cháu nên đi tìm ai? Lãnh đạo thành phố Bắc Cảng hắn thực sự là không quen ai. Tạm Thế Kiệt nói, anh tới tìm thị trường cung đi, lát nữa tôi sẽ báo tình huống với anh ta, chuyện cụ thể thì phải là tự anh đi nói. Thị trường Bắc Cảng cung hoàn sơn bởi vì cú điện thoại này của Tạm Thế Kiệt, liên tiếp riêng Lít đồ, Lít đồ khi nhìn thấy cung hoàn sơn thật sự là đầy bụng ủy khuất, hắn khiếu nại mình ở tân hải không được đãi ngộ công bình bị chèn ép cung hoàn sơn kiên nhẫn nghe lít đồ huyết lệ lên án y đầu tiên cường điệu một chút với lít đồ chuyện di rời khu khai phá tân hải là quyết định được thị lý đưa ra sau khi cân nhắc thận trọng hy vọng xí nghiệp địa phương có thể cân nhắc tới đại cục làm ra một chút nhượng bộ vì sự phát triển tương lai của tân hải lít đồ nói tôi không phải không muốn nhượng bộ nhưng tôi cũng hy vọng chính phủ có thể giảm bảo lợi ích của những nhà đầu tư chúng tôi Tôi trước sau đầu tư nhiều tiền vào khu khai phá Tân Hải như vậy, nhưng các anh thay đổi chính sách khiến cho chúng tôi bị tổn thất rất lớn, tôi không chịu nổi. Cá nhân tôi không thể phải gánh chịu toàn bộ vì sự thay đổi chính sách của chính phủ. Cung Hoàn Sơn nói, chính phủ sẽ không làm tổn hại tới lợi ích của các nhà đầu tư các anh đâu, chúng tôi sẽ tận lực phối hợp làm tốt chuyện này, cố gắng đảm bảo cho lợi ích của các anh, anh cứ yên tâm đi. Lít Đồ vẻ mặt cầu xin nói, yên tâm ư? Tôi sao có thể yên tâm được? thái độ của bảo vệ môi trường Tân Hải rất ác liệt, hắn đe dọa tôi, tôi vừa đi thì hắn đã xuất động cục, bảo vệ môi trường, cục công thương, thuế vụ, hội công đoàn, hội phụ nữ thay nhau tới nhà máy của tôi tiến hành kiểm tra, bắt bẻ, cho dù tìm được một chút sai phạm nhỏ cũng viết giấy phạt, hiện tại giấy phạt có thể đóng thành sách rồi. Thế không phải là trả thù ác ý thì là gì, tôi đến tìm ngài, chính là muốn thị lý coi trọng chuyện này, cho những nhà đầu tư chúng tôi một hoàn cảnh công bình, hiện tại tôi ở Tân Hải ngay cả an toàn cá nhân tối thiểu cũng không được bảo đảm. Cung Hoàn Sơn nói, thế này đi, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này, anh về trước đi, tôi sẽ nhanh chóng hỏi rõ chuyện này. Lít đồ sớm đã quen với sự ớ mờ cho qua của đám quan viên này, hắn cho rằng Cung Hoàn Sơn cũng chỉ là đang nói với mình cho có lệ. Lít đồ nói, thị trường cung, tôi không muốn làm lớn chuyện này, chúng tôi làm ăn đều coi trọng hòa khí phát tài, trước giờ luôn dĩ hòa vi quý với chính phủ địa phương, nhưng tôi hy vọng quan viên chính phủ cũng phải tôn trọng chúng tôi. Cung Hoàn Sơn nói, anh đừng nóng, tôi đáp ứng anh, chuyện nhất định sẽ được xử lý thích đáng. Lít Đồ nói, thị trường cung, tôi thực sự không muốn đưa chuyện này lên tới bộ ngoại giao, dẫn tới ảnh hưởng quốc tế thì không hay. Câu này khiến Cung Hoàn Sơn có chút không vui, Lít Đồ này thực sự có chút không hiểu chuyện, nói những lời này là có ý gì. Rõ ràng đang uy hiếp rằng tôi muốn làm lớn chuyện. Lít Đồ đi rồi, Cung Hoàn Sơn trái lo phải nghĩ, vẫn gọi điện thoại cho Bí thư Thị ủy Hạng Thành. Hạng Thành nghe xong y báo cáo. Hơn nửa ngày không có phản ứng, cho đến lúc Cung Hoàn Sơn hỏi lại thì y mới nói: Bộ Nông nghiệp lần này làm thật rồi, đã coi khu khai phá Tân Hải là điển hình phá hoại. Chúng ta phải chỉnh đốn nhanh nhanh một chút, nếu không làm kịp thời thì chuyện sẽ càng phiền hơn. Cung Hoàn Sơn nói: Cho dù là chỉnh đốn thì cũng không thể áp dụng phương thức kịch liệt như vậy. Trương Dương này. Trong công tác không biết vận dụng kỹ xảo, không cân nhắc tới cảm thụ của người khác, người ta đầu tư xây nhà máy, hiện tại xí nghiệp vừa mới xây xong thì đã muốn đuổi người ta đi, phải cố gắng hiểu cho người ta chứ, không thể dùng phương thức công tác dã man như vậy được." Hạng Thành nói, "Anh đi nói chuyện với hắn đi, phong cách công tác của thằng Ôn này trước giờ đều như vậy, Hoàn Sơn à, chuyện khu khai phá Tân Hải anh quan tâm nhiều một chút, phải cố giải quyết nhanh chóng, cố gắng đừng để mắc sai lầm." Hạng Thành nói xong liền gác máy cung hoàn sơn cầm ống nghe mà có chút sửng sốt hạng thành có ý gì vậy sao hắn lại dạy chuyện phiền phức này cho mình cung hoàn sơn luôn cảm thấy từ sau lần này hạng thành từ kinh thành trở về thái độ chuyển biến rất nhiều y tuy rằng không nói ra được cụ thể thay đổi ở đâu nhưng luôn cảm thấy hạng thành không giống với trước đây nếu trước đây gặp loại chuyện này hạng thành khẳng định sẽ lòng đầy căm phẫn nhưng hiện tại cung hoàn sơn suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được chỗ mấu chốt y cho rằng nhất định là bộ nông nghiệp trách hỏi khiến hạng thành rối loạn, hạng thành hiện tại đang tận hết khả năng chặn ảnh hưởng, tận lực giải quyết tốt chuyện khu khai phá Tân Hải chiếm dụng đất ruộng. Trong điểm này, cách làm của Trương Dương là phù hợp với yêu cầu của y, cho nên hạng thành mới không oán trách. Hạng thành giã giao việc cho y, cung hoàn sơn không thể lại đùn đẩy cho người khác được, y trực tiếp gọi điện thoại tới văn phòng Trương Dương. Trương 1508, sóng lên sóng xuống một khi Trương Dương nhận điện thoại thì đã chuẩn bị tan tầm, nghe ra là thị trưởng cung gọi, hắn không khỏi bật cười, thị trưởng cung, tìm tôi có chỉ thị gì. Cung Hoàn Sơn nói chuyện vô cùng trực tiếp, tiểu trương, tôi hỏi cậu, nhà máy chế phẩm sinh vật biển, rốt cuộc là sao? Trương Dương lập tức minh bạch rõ ràng tên, chắc thằng lít đồ kia lại tố lên chỗ thị trưởng rồi, xem ra thằng ôn này cũng có chút năng lực, Trương Dương nói, không có gì, vẫn ổn. Cung Hoàn Sơn nói, Vừa rồi người phụ trách xí nghiệp đã tới trách cứ công tác của các anh, nói phương thức công tác của các anh quá thô bạo, thái độ công tác ác liệt, xúc phạm tới nghiêm trọng xúc phạm tới tình cảm của nhà đầu tư. Trương Dương nói, lít đồ đó không ngờ lại báo lên chỗ ngài, thị trưởng cung, chuyện này ngài đã tìm hiểu toàn bộ chưa? Câu này khiến cho Cung Hoàn Sơn nghẹn lời, tình huống mà Cung Hoàn Sơn biết được đều là từ chỗ lít đồ. Nhưng ngữ khí của Trương Dương khiến Cung Hoàn Sơn có chút khó chịu. Y tức giận nói, không biết tình huống thì tôi mới hỏi cậu, cậu nói đi, rốt cuộc là thế nào? Trương Dương nói, chuyện di rời khu khai phá Tân Hải là được thị lý đồng ý, khu khai phá xây xong lâu như vậy rồi, xí nghiệp vào khu khai phá chỉ có hai nhà, một nhà trong đó chính là nhà máy chế phẩm sinh vật biển Alpha này. Lúc ban đầu, tôi cho người tới hiệp thương với bọn họ, tranh thủ dưới điều kiện tiên quyết không làm tổn hại tới lợi ích của hai bên, hoàn thành lần di rời này, nhưng thái độ của người ta rất kiên quyết không nói nhiều với chúng tôi, trực tiếp đưa ra giá 8.000 vạn, 8.000 vạn đó. Thu nhập tài chính cả năm của Tân Hải chúng tôi cũng không nhiều như vậy, nhà máy này của hắn từ lúc chủ hoạch xây dựng tới lúc xây xong, tổng đầu tư không vượt quá 1.500 vạn, hơn nữa mấy năm liên tục thua lỗ, chúng tôi đề xuất di rời, cũng không phải là bảo bọn họ đóng cửa, mà là di rời chỉnh thể xí nghiệp, có thể bồi thường trên thuế và chính sách, nhưng người ta không đồng ý, kiên trì đòi 8.000 vạn. Thị trường cung, ngài thấy 8.000 vạn nhiều nhiều hay là ít. Cung Hoàn Sơn nghe xong, cũng thấy đối phương đòi 8.000 vạn thì có chút quá đáng, y thở dài nói, đàm phán cụ thể tôi không muốn hỏi đến, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, nhất định phải chú ý tới phương thức công tác, cậu là người đứng đầu Tân Hải, cậu đại biểu cho hình tượng của cán bộ đảng viên, nhất định phải chú ý tới hình tượng của bản thân, không thể động chút là vỉnh dâu trợn mắt, nói năng thô tục, động thủ, đây đều không phải là hành vi của cán bộ một quốc gia. Trương Dương nói, Ngài đừng nghe thằng đó nói bậy, tôi nếu muốn đánh hắn thì hắn sớm đã thành đầu heo rồi." Cung Hoàn Sơn nói, "Tiểu Trương à, cậu có rất nhiều ưu điểm, nhưng khuyết điểm lớn nhất của cậu thì cậu chắc cũng biết, đó chính là rất dễ xung động." Trương Dương nói, "Tôi còn trẻ, người trẻ tuổi xung động chút cũng không phải là chuyện xấu, đợi tới lúc tôi già rồi, muốn xung động cũng không được, lúc đó thì hối hận cũng muộn." Cung Hoàn Sơn mắng thầm trong lòng thằng ôn này vô sỉ, y thở dài nói, "Tiểu Trương à, tôi phải cường điệu một chút phương thức công tác của cậu, nhà máy chế phẩm sinh vật biển alpha là một xí nghiệp hùn vốn, rất nhiều quan hệ đều là phi thường phức tạp vi diệu, nếu cậu xử lý không tốt, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng quốc tế nghiêm trọng. Trương Dương nói, chuyện này tôi có thể xử lý tốt, nếu thật sự gây ra ảnh hưởng quốc tế gì đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt đối không khiến thị lý khó xử. Cung Hoàn Sơn bị lời nói của hắn khiến cho nghẹn lời, thằng ôn này giáp tâm không cho y nói nhiều. Cung Hoàn Sơn nói, tôi thấy cậu hay là tìm lít đồ chủ động câu thông một chút đi, mọi người ngồi cùng một chỗ, tâm bình khí hòa nói chuyện, không có chuyện gì là không thể giải quyết cả. Trương Đại Quan Nhân nói, vấn đề nguyên tắc thôi, một bước cũng không nhường, đất là của Tân Hải, cho hắn mượn mở nhà máy, hiện tại chuyển đất cho hắn, còn cho hắn chính sách ưu đãi, hắn không ngờ giờ công phu sư tử ngoạc, tìm chúng tôi đòi 8.000 vạn, cái này gọi là nể mặt mà không biết xấu hổ, nếu tôi nhượng bộ, xí nghiệp khác cũng sẽ noi theo, Tiền của quốc gia không dễ kiếm tốt như vậy đâu, tôi lần này sẽ răn đe, hắn không phải là có quốc tịch Pháp ư? Hôm nay tôi sẽ giết con gà này cho tất cả mọi người thấy, đến địa giới Trung Quốc, anh phải dựa theo quy tắc của người Trung Quốc chúng tôi mà làm việc. Cung Hoàn Sơn bỏ điện thoại xuống thì liền bắt đầu hối hận, mình thế này chẳng phải tự dưng chút phiền vào người ư? Biết rõ thằng Ôn này là đồ ba gai, lại còn đi câu thông với hắn, kết quả câu thông chỉ có thể đụng phải một mũi gai. Điều này khiến cho Cung Hoàn Sơn cảm thấy căm tức, mình là thị trưởng Bắc Cảng, là lãnh đạo của hắn, thằng Ôn này cũng quá ngông cuồng rồi, trong mắt hắn căn bản không có sự tồn tại của lãnh đạo như y. Cung Hoàn Sơn không khỏi thầm oán hạng Thành, bí thư hạng này chuyện gì khó cũng giao cho mình đi làm, nghĩ tới hạng Thành, Cung Hoàn Sơn bỗng nhiên ý thức được hạng Thành gần đây xảy ra một số biến hóa vi diệu, y hình như đã khoan dung với Trương Dương hơn rất nhiều, chuyện khu khai phá Tân Hải, lúc trước sớm đã chạm vào vảy ngược của hạng Thành. Chính là bởi vì chuyện này, y còn đặc biệt chạy đến kinh thành làm công tác, không ngờ sau khi trở về liền biến thành như vậy, chẳng lẽ giữa Hạng Thành và Trương Dương đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Cung Hoàn Sơn càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Chuyện phát sinh ở kinh thành Cung Hoàn Sơn không rõ lắm, nhưng có người chắc biết, Bí thư ủy ban kỷ luật Trần Cương cũng vừa mới từ kinh thành trở về, y chắc biết một số nội tình, Cung Hoàn Sơn thấy đã tới giờ tan tầm, hắn cầm điện thoại gọi cho Trần Cương, mời Trần Cương buổi tối cùng nhau uống vài chén cớ là muốn đón gió cho Trần Cương. Quan hệ giữa Cung Hoàn Sơn và Trần Cương trước giờ không tệ lắm, Trần Cương nhận được lời mời của Cung Hoàn Sơn, vui vẻ đáp ứng, hai người hẹn 6 rưỡi thì tới Bạch Đảo Long Ngâm cách ăn cơm, Long Ngâm Các là nơi tiêu phí cao nhất của Bắc Cảng, nơi này bình thường không buôn bán đối ngoại, chỉ nhắm vào nhân vật thượng tầng của xã hội, Long Ngâm Các nằm ở vịnh thất thải của Bạch Đảo, vịnh này không có bờ cát, tất cả chỉ là đá cuội nhiều màu, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành những màu sắc kỳ lạ, giống như là vịnh đầy bảo thạch vậy. Trên bến tàu vịnh thất thải có một du thuyền xa hoa đang đồ, dài chừng 50 thước, trên sàn du thuyền còn có một chiếc trực thăng loại nhỏ, chủ nhân của du thuyền này là Tiêu Quốc Thành. Tiêu Quốc Thành là một vị phú hào thần bí, sở dĩ thần bí là vì gã rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, sinh ý của gã đều là do hai trợ lý của gã phụ trách, sản nghiệp rất nhiều, có chuỗi nhà hàng dịch ra giải khắp toàn quốc, cũng có nhà máy lọc dầu gia công nằm trong top 5 công ty mạnh nhất quốc nội. Long Ngâm Các Chính là một trong những sản nghiệp của gã. Nhưng Tiêu Quốc Thành có đặc điểm là hắn không tự ra mặt bàn sinh ý của mình. Cung Hoàn Sơn và Trần Cương tuy rằng thường xuyên đến Bạch Đảo ăn cơm, nhưng vẫn chưa bao giờ lên du thuyền của Tiêu Quốc Thành, một là bọn họ rất ít gặp mặt Tiêu Quốc Thành, hai là chiếc du thuyền này Tiêu Quốc Thành vừa mua không lâu, nghe nói tốn hơn 3 triệu đô, đây là một con số đủ để cho đa số người trợn tròn mắt. Khi Cung Hoàn Sơn và Trần Cương tới Long Ngâm Các trợ lý Tiêu Mân Hồng của Tiêu Quốc Thành tiếp đái bọn họ. Tiêu Mân Hồng không chỉ là trợ lý của Tiêu Quốc Thành mà còn là cháu gái của Y. Trần Cương mỗi lần nhìn thấy Tiêu Mân Hồng, trong ánh mắt sẽ biến thành tham lam. Tiêu Mân Hồng 30 tuổi, khí chất cao nhã, giống như cây táo chín mọng toàn thân đều toát ra ra thành thục thanh tao. Trần Cương đối với nữ nhân như vậy đặc biệt ham thích, hận không thể xông lên dí mặt vào bộ ngực kia mà cắn mấy cái. Nhưng Y không dám, không phải bởi vì Y cố kỵ hình tượng bản thân, còn có một nguyên nhân quan trọng là y không dám đắc tội với Tiêu Quốc Thành, trong mắt Tiêu Quốc Thành, ở toàn bộ Bắc Cảng người mà hắn coi trọng cũng chỉ có Bí thư thị ủy Hạng Thành. Tiêu Mân Hồng đã vô cùng quen thuộc với loại ánh mắt này của Trần Cương, cười nói: "Hai vị lãnh đạo đại giá quang lâm, thật sự là vẻ vang cho Long Ngâm các nho nhỏ của chúng tôi, Mân Hồng thật sự là vô cùng vinh hạnh." Cung Hoàn Sơn mỉm cười nói: "Quản lý Tiêu, chúng tôi chỉ muốn tìm một địa phương thanh tĩnh uống chút rượu và trò chuyện." Cho nên đã nghĩ đến vịnh thất thải này. Tiêu Mân Hồng cười nói, thị trưởng cung đến đúng chỗ rồi đấy, tôi sẽ chọn một gian phòng nhìn ra biển cho các ông. Cô ta dẫn hai người lên xe điện, ngồi xe điện đi tới chỗ cao của Long Ngâm Các, các phòng trong Long Ngâm Các tất cả đều là những biệt thự nhà gỗ cách biệt, đảm bảo tính tư mật của khách nhân. Đi vào tầng 2 của nhà gỗ, Cung Hoàn Sơn và Trần Cương tới sân ngắm biển, chỉ trong chốc lát Tiêu Mân Hồng đã an bài người chuẩn bị tốt rượu và thức ăn ở Bắc Cảng có mấy người được miễn phí, Cung Hoàn Sơn và Trần Cương đều thuộc phạm vi này. Giọng nói ngọt ngào của Tiêu Mân Hồng từ bên trong vang lên, "Hai vị khách quý, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong rồi." Cung Hoàn Sơn gật đầu, vỗ vỗ lên dựa vào lan can, nhìn phía chân trời xa xa, cảm thán, "Bắc Cảng thật đẹp." Chương 1509, sóng lên sóng xuống hai. Trần Cương tràn đầy đồng cảm, "Trời đẹp, nước đẹp, người càng đẹp hơn." Khi nói những lời này hắn cố ý mà như vô ý liếc Tiêu Mân Hồng một cái, nụ cười của Tiêu Mân Hồng tự nhiên mà quyến rũ, Trần Cương không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng thầm khen cực phẩm. Bởi vì Cung Hoàn Sơn trước chuyện đã nói rõ hai người có những lời chi tâm muốn nói, cho nên Tiêu Mân Hồng không anh bài phục vụ cho bọn họ. Cung Hoàn Sơn và Trần Cương ngồi xuống trước bàn gỗ, hai người đồng thời cầm lấy bình rượu, vẫn là Cung Hoàn Sơn tóm được trước. Trần Cương cười nói, anh là thị trưởng phải là tôi rót rượu cho anh mới đúng. Cung Hoàn Sơn vừa rót rượu cho Trần Cương vừa nói, ở đây có chỉ có bằng hiếu, huynh đệ, anh là lão đại ca của tôi, tôi rót rượu cho anh là đương nhiên. Trần Cương cũng không tiếp tục khách khí với y, thản nhiên tiếp nhận y rót rượu cho mình. Hai người chạm cốc rồi uống cạn, Cung Hoàn Sơn nói, chuyến đi tới Kinh Thành có thuận lợi không? Trần Cương nói, đi 5 ngày, họp 5 ngày, tôi không quen với Kinh Thành, Cung Hoàn Sơn nói, không quen thì có thể bảo Hóc Vân Châu an bài một người dẫn đường cho anh. Nhắc tới chuyện này Trần Cương trong lòng lại tức, y cười khổ nói, cũng an bài một người rồi, nhưng bị người khác nửa đường cướp mất. Cung Hoàn Sơn không khỏi bật cười, ai lớn gan như thế, không ngờ dám cướp người với anh. Còn có thể là ai nữa? Trương Dương đấy. Khi Trần Cương nói câu này thì nghiến răng kèn kẹt. Cung Hoàn Sơn rất rõ tính tình của Trần Cương, Trần Cương là người ham mê nữ sắc có điều y ở phương diện này coi như cũng có chút thủ đoạn, lợi dụng cái tiện của công tác, không biết đã ngầm đụng trả không biết bao nhiêu nữ cán bộ, lần này có tám thành là bị Trương Dương làm hỏng chuyện tốt, cho nên mới hận Trương Dương như vậy. Trần Cương nói xong, tựa hồ thấy biểu hiện của mình có chút quá đáng, cười nói tiểu tử này thật sự quá cuồng vọng, không coi ai ra gì, căn bản không để những lão già chúng ta vào mắt. Cung Hoàn Sơn đối với điều này cũng tràn đầy đồng cảm, y thở dài nói, đành chịu thôi, anh bảo sau lưng người ta có người, bí thư hạng cũng không nghe không hỏi, chúng ta biết nói với ai đây. Những lời này đã biểu đạt tâm tình bất lực của y một cách hoàn hảo, mục đích chân chính của cung hoàn sơn vẫn là moi lời của Trần Cương. Trần Cương quả nhiên thuận theo lời của y mà nói, tôi lần này tới kinh thành phát hiện bí thư hạng hình như đối với hắn không tồi. Cung hoàn sơn dướn về phía trước, tỏ vẻ chờ mong Trần Cương nói tiếp. Trần Cương ăn một miếng rồi nói, tôi nghe nói hắn và bí thư Hạng cùng tới chỗ Tiết lão, hơn nữa hai người còn ăn cơm với nhau, ngay cả bữa sáng cũng cùng ăn. Cung Hoàn Sơn thầm hít hơi lạnh, Hạng Thành và Trương Dương không ngờ thân mật đến mức ăn sáng cùng nhau, xem ra quan hệ này đã từ đối địch chuyển thành chiến hữu thân mật, nhưng sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Trần Cương nói, anh nói xem, bí thư Hạng vốn không thích hắn, sao bỗng nhiên lại biến thành tốt với hắn như vậy? cung hoàn sơn nói chẳng lẽ là vì tiết lão trần cương nói chắc vậy thằng ôn này vốn không có bản sự gì chỉ giỏi quan hệ với cao tầng cung hoàn sơn cười khổ nói như thế mà không gọi là bản sự à trong quan trường hiện tại quan hệ với cao tầng chính là vốn để thăng chức trần cương nói tôi thì không nói làm gì anh sau này còn có không gian rất lớn để đề thăng bắc cảng sau này là của anh cung hoàn sơn lắc đầu nói khó nói lắm Trần Cương đương nhiên minh bạch ý tứ cung Hoàn Sơn lắc đầu, càng minh bạch trong lòng y lo lắng điều gì, Trần Cương cười nói tưởng Hồng Cương. Hắn căn bản không phải là đối thủ của anh, bí thư hạng xem trọng anh, mọi người cũng đều ủng hộ anh, tưởng Hồng Cương thì có gì. Cung Hoàn Sơn nói, một người tuy rằng bất hiển Sơn bất lộ thủy, nhưng không có nghĩa là hắn không có quan hệ. Trần Cương cười nói, Tòng Chính thật sự là một chuyện lao tâm lao lực, nếu cho tôi một lựa chọn, tôi đời sau tuyệt không làm quan, Cung Hoàn Sơn không tin những lời này của Trần Cương, không tin một chút nào, "Trần Cương anh nếu không làm quan, vậy thì có phong quang hiện tại không? Nếu anh chỉ là một người bình thường, đừng nói những cán bộ mỹ nữ bị anh lạm dụng, cho dù là bác gái quét đường cũng sẽ không lấy lòng anh như vậy đâu." Trần Cương lúc này đã hiểu rõ dụng ý chân thật mà Cung Hoàn Sơn mời mình uống rượu, y là muốn nói với giữa Hạng Thành và Trương Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mình đã nói ra tất cả những gì nhìn thấy ở kinh thành với y cái này gọi là đầu chi dĩ đào, cung hoàn sơn anh cũng phải báo chi dĩ lý chứ, trên quan trường không tồn tại quan hệ bằng hữu gì cả, mọi người đều là quan hệ lợi ích đều là, không có chuyện làm không công, bao gồm cả tình báo và tin tức, Trần Cương nhân cơ hội đề xuất chuyện em trai. Thị trưởng cung, em trai tôi sau khi đệ đệ của ta Tân Hải thì dã nhàn dỗi rất lâu rồi, anh thấy xem có thể nói đỡ giúp nó không? Cung Hoàn Sơn mỉm cười nói, anh không nói được à. Trần Cương nói, tị hiềm mà, Cung Hoàn Sơn gật đầu nói, "Hắn muốn đi đâu?" Trần Cương nói, "Phân cục khu khai phá Bắc Cảng có chỗ trống." Cung Hoàn Sơn cầm chén rượu lên chạm với Trần Cương, chuyện của Cảng Phước Long vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, chờ sự kiện đó giải quyết rồi, tôi lập tức đề nghị hắn tới đó. Trần Cương mặt mày hớn hở nói, "Được, tôi cảm ơn anh trước." Cung Hoàn Sơn cười nói, "Là bạn bè mà, khách khí cái gì?" Khi tiệc rượu sắp kết thúc, tiêu mân hồng dẫn hai mỹ nữ thanh xuân tịnh lệ bước vào cô ta cười nói hai vị khách quý tối nay ở lại vịnh thất thải nghỉ ngơi đi phòng tôi đã chuẩn bị tốt rồi lát nữa để họ dẫn hai ngài đi cung hoàn sơn và trần cương liếc mắt nhìn nhau hai người đều minh bạch hàm nghĩa trong đó trần cương ngáp một cái nói tôi thực sự có chút mệt mỏi rồi đi tắm trước đã cung hoàn sơn cười cười y đứng dậy nói vậy anh ở lại nghỉ ngơi nhé tôi tối nay phải về nhà con gái chờ tôi về làm bài tập giúp nó. Trần Cương biết Cung Hoàn Sơn về phương diện tác phong sinh hoạt trước giờ đều rất nghiêm cẩn, đây là vì Cung Hoàn Sơn một lòng muốn đi lên ngai vàng bí thư thị ủy, nhất cử nhất động đều rất cẩn thận, Trần Cương thì khác với y, sinh nhai chính trị của y đã tới điểm cuối, nhân sinh muốn đắc ý thì phải tận vui, quản nhiều như vậy làm gì. Trương Dương cũng ở Bạch Đảo, gió đêm lành lạnh, hắn và Thường Hải Tâm ngồi trên bờ cắt nhìn sóng vỗ, bóng đêm lặng lẽ phủ xuống, mặt biển phương xa dâng lên một vầng trăng trương dương nói hải thượng thăng minh nguyệt thường hải tâm nằm trong lòng hắn ôn nhu nói tiếp thiên nhai cộng thử thì quay đầu lại thì môi bị trương dương bắt được dùng sức hôn một cái bãi biển ban đêm không có ai lộ ra vẻ lạnh lẽo trương dương nói đi thôi về khách sạn thường hải tâm nói không em còn muốn ngồi trên bờ cắt một lát nữa cô ta bỗng nhiên chỉ vào mặt biển đằng xa oa Du thuyền đẹp quá. Trương Dương thuận theo phương hướng mà cô ta chỉ để nhìn, vừa hay thấy một chiếc du thuyền xa hoa đang chậm rãi lái về hướng Bắc Cảng, tuy rằng cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự xoa hoa của du thuyền đó, Trương Dương từng ngồi du thuyền của Đinh Cao Sơn, nhưng so với chiếc du thuyền này thì đúng như đệ tử gặp sư phụ. Thường Hải tâm cảm thán nói, không ngờ Bắc Cảng có nhiều người có tiền đến vậy. Trương Dương nói, người có thể mua được chiếc du thuyền này thì ở trong nước cũng phải là phú thương có tiếng. Người đầu tiên mà hắn nghĩ đến vẫn là Đinh Cao Sơn. Thường Hải Tâm chỉ chỉ vào vĩnh thất thải, chúng ta qua bên kia xem. Lúc này gió biển rất lớn, Trương Dương lắc đầu, để sáng mai đi, giờ lạnh lắm. Anh sợ em bị cảm lạnh, chúng ta hay là về phòng vận động chút cho nóng người. Thường Hải Tâm xấu hổ đánh hắn một cái. Ở đường ven biển Bạch Đảo có rất nhiều nhà gỗ, điều này cũng hình thành tuyến phong cảnh độc đáo của Bạch Đảo, trong đó phần lớn đều là nhà cho thuê. Trương Dương và Thường Hải Tâm thuê lấy một nhà trong đó, hai người ở trước nhà gỗ dựng một chậu than, Thường Hải Tâm ngồi trên bờ cắt nhìn đống lửa cháy rực, mặt bị hun cho đỏ bừng lên, đến Bạch Đảo là đề nghị của cô ta, ở Tân Hải Thường Hải Tâm luôn cảm thấy không được tự do, cô ta và Trương Dương quan hệ với nhau luôn cảm thấy sau lưng có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Trương Dương đang nước một con cá biển hắn mua, kỹ thuật nướng thịt của thằng ôn này đúng là chẳng ra làm sao, cá bị hắn nướng cho đen xì. Có điều vẫn nướng ra được mùi, thường hải tâm hít vào một hơi, lại nhìn nhìn con cá nướng đen xì, nướng thành thế này thì ăn làm sao được. Trương Dương nói, trông thì khó coi nhưng mà ngon lắm đấy. Hắn cầm lấy cá, xé một miếng đút cho thường hải tâm, thường hải tâm nhíu mày, nhai thử, không ngờ hương vị cũng không tệ lắm. Thường hải tâm nói, anh em muốn kết hôn. Với ai? Trương Dương hỏi xong thì tỉnh ngộ, Tiết Yến à? Thường Hải Tâm cười nói, không phải là anh hai, mà là anh cả. Trương Dương nói, Hải Thiên Á, anh ta trước đó đã có động tính gì đâu. Thường Hải Tâm gắt, anh em yêu ai còn phải báo cáo với anh à? Trương Dương cười nói, khuê nữ nhà ai thế? Thường Hải Tâm nói, con gái của bác Trần, Bộ trưởng Tổ chức Lam Sơn. Trương 1510, sóng lên sóng xuống 3. Trương Dương nói, môn đăng hộ đối đấy, mạnh mạnh liên thủ, về sao cha em ở quan trường Lam Sơn càng vô địch. Thường Hải tâm vươn tay ra nhéo hắn một cái, sao nghe anh nói chuyện khó chịu thế nhỉ? Trương Dương cười nói, thật mà, đúng rồi, khi nào thì kết hôn, anh cùng em uống rượu mừng. Thường Hải tâm nói, anh ấy gần đây muốn dẫn Trần Tính tới Bắc Cảng chơi, anh trực tiếp hỏi anh ấy đi, dù sao thì cũng đã nói là năm nay, còn thời gian cụ thể thì chưa định trương dương nói được rồi em nói đi anh vợ anh sắp kết hôn anh nên tặng cái gì thường hải tâm tức giận anh em không phải là anh rể của anh trương dương nói đúng mà thường hải tâm nói anh biến đi trương dương nói em dám không thừa nhận à xem anh chỉnh em thế nào nhé thường hải tâm nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của hắn anh một tiếng đứng dậy bỏ chạy chạy chưa được vài bước thì đã bị trương đại quan nhân đuổi kịp ông lấy eo kéo vào trong căn nhà gỗ tối thui trong bóng đêm truyền đến tiếng thở dốc kịch liệt của hai người lát sau bỗng nhiên nghe thấy thường hải tâm rên to ư ừ. trương đại quan nhân dừng động tác quan tâm nói làm sao vậy hình như có hạt cát ặc anh quên mất chưa tắm anh đi tắm đây thân thể mềm mại thường hải tâm cuốn lấy trương dương như bạch tuộc đừng có ngừng lại ư ừ. có những lúc một số bất ngờ nho nhỏ lại mang đến sự kích thích khác lạ có điều sau khi sung sướng thường thường sẽ phải trả giá sáng sớm khi thường hải tâm tỉnh lại ngay cả đi lại cũng trở nên vô cùng gian nan tất nhiên là muốn giận chó đánh mèo lên người trương đại quan nhân hung hăng nhéo tai trương dương đều tại anh trương đại quan nhân cười nói tối hôm qua là ai bảo anh đừng có ngừng hắn ôm thường hải tâm vào lòng để anh xem nào đừng thường hải tâm mặt đỏ bừng trương dương nói để ăn cho em ít thuốc đảm bảo khỏi ngay thường hải tâm xấu hổ nói chỗ đó làm sao mà bôi thuốc được Trương đại quan nhân nói, anh có bỏ cánh cam này. Anh biến đi, thường hải tâm ư một tiếng lại bị lại bị trương đại quan nhân đè xuống dưới. Làm lãnh đạo có lợi thế của làm lãnh đạo, không cần lo lắng có người kiểm tra, trương đại quan nhân 10 giờ sáng mới đến đơn vị công tác, vào văn phòng của mình, thằng ôn này trong đầu vẫn nhớ tới cảnh ân ái với thường hải tâm sáng nay, tiếng gõ cửa ngắt mạch suy nghĩ nguyên man của hắn. Phó trường trinh bước vào hắn, gã cười nói, bí thư trương, ngài đã tới. Trương Dương gật đầu nói, có việc gì à? Phó Trường Trinh nói, lít đồ nhượng bộ rồi, hắn đề xuất cho hắn 3.000 vạn thì hắn sẽ đi. Trương Dương cười nói, được rồi, thoáng cái đã giảm 5.000 vạn, 3.000 vạn vẫn là cướp tiền, bảo hắn tới ngân hàng mà cướp, chỗ tôi không có đâu. Phó Trường Trinh nói, hắn nói đây là giá cuối cùng, nếu huyền lý không đáp ứng thì hắn sẽ tới bộ ngoại giao cáo trạng. Trương Dương nói, đừng nói chuyện của hắn với tôi, về sau chỉ cần hắn dám tiến vào cửa lớn của trung tâm hành chính thì tôi sẽ ném hắn ra, hắn muốn đi đâu cáo chạm thì đi, một phân tiền bồi thường cũng không có đâu, nói tôi chèn ép thì tôi chèn ép thật con mà biết, một xí nghiệp đang lỗ nặng, cho dù tôi không động tới hắn thì bản thân hắn cũng chẳng chịu nổi. Phó Trường Trinh cười cười gật đầu, sự cường thế của Trương Đại Quan Nhân gã cũng biết rồi, lít đồ này chỉ có thể tự trách mình không có mắt, tự dưng lại đi trêu chọc Trương Dương. Phó Trường Trinh đưa một số giấy tờ đã chỉnh lý cho Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân đang đọc thì điện thoại trên bàn đổ chuông, là Trình Diễm Đông gọi tới, Trình Diễm Đông nói với Trương Dương một tin tức không tốt, Cao Liêm Minh ở thị trường giao dịch ô tô bị người ta đánh cho một trận. Trương Dương nghe vậy liền ngẩn ra, hay ghê, ở Tân Hải không ngờ có kẻ dám đánh người của hắn, đúng là không thể nào nhịn được, Trương Dương trước tiên hỏi về thương tích của Cao Liêm Minh, nghe nói không nghiêm trọng thì mới yên lòng, Cao Trọng Hòa đã giao con trai cho hắn chiếu cố, nếu có sơ suất gì thì thật sự là khó ăn khó nói. Trương Dương nghĩ một chút, rồi bảo Phó Trường Trinh chuẩn bị xe, lại gọi cả huyện trưởng hứa song kỳ, hứa song kỳ nghe nói công tử của thính trưởng thính công an tỉnh bị người ta đánh, cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng y vẫn thấy Trương Dương có chút chuyện bé xé ra to, có cần phải đến mức hai người họ đều phải xuất động không? Hứa song kỳ phỏng chừng Trương Dương có tám phần là muốn phá dối gì đây, ít nhất thì cũng là kéo y vào cùng, chuyện này vẫn phải lấy cẩn thận làm đầu. Cao Liêm Minh ăn trận đòn này có vẻ rất oan ức, sáng sớm ở thị trường giao dịch ô tô đi DWC, đầu bị người ta úp sọt, sau đó thì ăn đòn một trận, miệng sưng húp, kính cận cúng vỡ, cảnh sát của đồn công an đều vây quanh hắn hỏi ngắn hỏi dài, cục trưởng công an huyện Trình Diễm Đông cũng dẫn người chạy tới, quản lý cảnh tiểu giang của thị trường giao dịch ô tô đang díu dít xin lỗi cảnh tiểu giang. Trương Dương đi vào văn phòng, nhìn thấy bộ dạng này của Cao Liêm Minh, giận mà không có chỗ chút, thầm nghĩ đúng là con mẹ nó phản rồi, hắn sầm mặt nói với Trình Diễm Đông, đã tra được là ai làm chưa? Trình Diễm Đông lắc đầu nói, không có người chứng kiến. Trương Dương quay sang nói với Hứa Song Kỳ, lão Hứa, anh thấy nên làm gì? Hứa Song Kỳ nghĩ thầm anh hỏi tôi làm cái gì, anh muốn làm thế nào thì cứ làm, nhưng ngoài miệng thì không thể nói vậy, y cúi đầu nói, tôi tôn trọng ý kiến của bí thư Trương. Trương Dương nói, tính chất của chuyện này vô cùng ác liệt, không ngờ giữ ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện tấn công cảnh sát, đủ để chứng minh sự càn rỡ của phần tử phạm tội, cũng chứng minh trong thị trường giao dịch ô tô tồn tại thế lực ngầm. Cảnh Tiểu Gia nghe vậy thì phát hoảng, bí thư Trương định tính nghiêm trọng quá rồi, mấy ngày trước thị trường giao dịch ô tô vừa mới bị chỉnh đốn, nghe khẩu phong của bí thư Trương, 89 phần 10 là lại muốn ngừng kinh doanh chỉnh đốn rồi, sinh ý có tốt đến mấy cũng chẳng chịu nổi dày vò như vậy cảnh tiểu giang nói bí thư trương chị an của nơi này luôn luôn rất tốt chưa từng nghe nói có thế lực ngầm gì cả trương dương không thèm nhìn hắn nghĩ thầm lão tử nói chuyện có phần cho mày chen mõm vào à trương dương nói tấn công cảnh sát là miệt thị đối với pháp luật quốc gia là khiêu chiến với hệ thống công an tính chất của loại chuyện này cực kỳ nghiêm trọng tuyệt đối không thể nhân nhượng từ hôm nay trở đi thị trường giao dịch ô tô ngừng kinh doanh chỉnh đốn toàn diện nếu không bắt được hung thủ thì cứ tiếp tục chỉnh đốn Cảnh Tiểu Giang không dám nói tiếp nữa, hắn biết mình có nói cũng vô dụng, quay sang nhìn Hứa Song Kỳ với ánh mắt chờ mong. Hứa Song Kỳ ho khan một tiếng, kéo ống tay áo Trương Dương, ý bảo đi sang một bên, ở trước mặt người ngoài Hứa Song Kỳ không muốn biểu lộ sự không hòa hợp giữa bọn họ. Hứa Song Kỳ nói khẽ bí thư Trương, làm như vậy có phải có chút vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn hay không? Nếu chỉ bởi vì một cảnh sát bị đánh mà bắt cả thị trường giao dịch giao dịch ngừng kinh doanh, sẽ tạo thành tổn thất kinh tế rất lớn. Trương Dương nói khẽ, lão hứa à, thân phận của hắn anh có biết không, nếu chuyện này để Cao Thính biết, không khéo sẽ là chỉnh đốn chỉnh đốn toàn thành, đến lúc đó tổn thất chẳng phải là sẽ lớn hơn ư. Hứa xong kỳ nghe hắn lôi Cao Trọng Hòa ra, chỉ có thể ngậm miệng lại. Trương Dương đi tới nhìn nhìn vết thương của Cao Liêm Minh, hỏi đau không? Cao Liêm Minh vẻ mặt đau khổ gật đầu, miệng sưng to quá, nói chuyện cũng không lưu loát. Trương đại quan nhân cảm thán nói cảm thán nói, bình thường rèn luyện thêm đi, đừng để cho người ta đánh thành đầu heo. Cao liêm minh trên mặt đã trúng không ít quyền nặng, Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nói ra chung quanh, tất cả cảnh sát của đồn công an đứng ra cho tôi. Sáu cảnh sát có chút kinh ngạc từ trong đám người đi ra. Trương Dương, Trương Dương nói, đưa tay ra cho tôi xem. Sáu cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau rồi cả đám chia tay ra, Trương Dương nói, muốn xem muốn xem mở u bàn tay. Bọn họ úp mở u bàn tay xuống, Trương Dương nhìn từng cái một, nhãn lực của Trương Đại Quan Nhân không như người bình thường, cái người khác xem là da lông, còn hắn thì có thể từ biến hóa vi diệu của màu da trên mở u bàn tay để tìm ra manh mối. Một người sau khi đấm một cú hết sức, tay hắn sẽ có biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể khôi phục lại bình thường, loại biến hóa này người thường không thấy được, cho dù là cảnh sát cũng không thể phát hiện. Nhưng Trương Đại quan nhân thì có thể nhìn ra. Hắn sau khi xem xong tay của sáu người, lạnh lùng nói, "Giờ thì khai thật ra cho tôi, Cao Liêm Minh rốt cuộc đã chọc gì các an, các anh không ngờ dám liên thủ ám toán hắn." Mấy gã cảnh sát lòng đầy căm phẫn, "Bí thư Trương, ngài không thể vu hãm chúng tôi được, tất cả chúng tôi là đồng sợ, sao có thể xuống tay với người một nhà được, ngài điều tra rõ lại đi." Trương Dương nói, "Không cần điều tra." Hắn chỉ chỉ vào gã cảnh sát cao ở chính giữa. Hai quyền trên mặt Cao Liêm Minh chính là anh đánh, từ trên cao đánh xuống, vung mạnh tay, đánh như có thủ lớn vậy, đối với đồng sự của Minh anh không ngờ lại có thể xuống tay như vậy. "Tôi không có." Tên cảnh sát cao sắc mặt đã biến đổi. Trương Dương lạnh lùng nói, "Đừng có ngụy biện với tôi, cởi hết áo ra cho tôi." Sáu cảnh sát nhìn trông mong Trình Diễm Đông, cục trưởng Trình. Bọn họ làm ra bộ dạng oan uổng. Trình Diễm Đông nói, "Các anh cởi ra, bảo cởi thì cởi, lằng nhằng làm gì?" audio điện tử võ tấn bền hết chương 1510